Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay, Trang sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thứ Nữ Yếu Độc của tác giả Tần Dặn. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Trang qua số tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc ví Momo, Trang đã ghi ở phần mô tả video. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254: Thị uy chi chiến. Sau yến hội hoàng cung, toàn bộ đại đô lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Lý Vị Ương biết cục diện chính trị chính là như thế, ở mặt ngoài càng là bình tĩnh, bên trong càng là sóng ngầm mãnh liệt, mà một cơn sóng to này chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện. Trước đó, việc nàng phải làm là lặng lặng chờ đợi, tìm kiếm thời cơ có lợi. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua song sa chiếu vào, dừng ở phía trên hai gò má bạch ngọc của Lý Vị Ương. Nàng nghĩ về một viên bạch tử trong tay, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngũ ca, lần này huynh cũng không có đường lui." Lý Vị Ương là sợ hắn tâm tình còn chưa hòa dịu lại, rảnh rỗi liền lôi kéo hắn chơi cờ, lại không biết hắn hiện tại sớm đã không thèm để ý võ công bản thân cùng với cánh tay. Bất quá mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn vẫn là cảnh đẹp ý vui. Này cũng là một chuyện vui của nhân sinh. Quách Đạo nhìn thoáng qua bàn cờ, ai thán một tiếng nói: "Ta đã nói với muội, đừng có khí thế bức nhân như thế, nhường ta ba nước làm gì?" Lý Vị Ương cười nói: "Cầm kỳ thư họa, ta duy nhất chỉ có kỳ có thể lấy ra so, tự nhiên muốn luyện nhiều một chút." Quách Đạo thấy nàng chuyện trò vui vẻ, cân nhắc một hồi mới nói: "Hôm đó trên yến hội, bệ hạ đã từng có ý tứ hôn Húc Vương cùng Vương Tử Cầm, trong lòng muội đang nghĩ gì?" Lý Vị Ương nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, vẻ mặt bình thản nói: "Muội nên suy nghĩ gì đây?" Quách Đạo nhìn vẻ mặt nàng không có gì khác thường, không khỏi thở dài nói: "Muội thật đúng là trầm tĩnh. Hiện thời bên ngoài người người đều nói Vương tiểu thư kia là bị ủy khuất lớn, trừ bỏ Bùi Bảo Nhi dung mạo tuyệt thế ở ngoài, hiện thời nổi bật nhất chính là vị Thiên Kim Vương gia này. Từ ngày nàng trở lại đại đô, không biết có bao nhiêu nam nhân si tình ở trên đường chờ nàng, mỗi tháng một lần ra phủ dâng hương, hy vọng có thể nhìn được dung nhan xinh đẹp của nàng. Cuối cùng thậm chí phát triển, những người này còn đến trước một ngày, mang xe ngựa trên đường nàng đi qua xếp hàng. Buồn cười hơn là có hạng người đầu cơ trục lợi, đến trước 2 ngày xếp hàng, đem vị trí này nhượng lại với giá trên trời." Nói là nói như vậy, vì thấy hình dáng mỹ nhân, danh môn công tử vẫn là xua như xua vịt, không tiếc vạn kim. Lý Vị Ương mỉm cười, chỉ bàn cờ nói: "Ngũ ca, huynh lại phân tâm rồi." Quách Đạo dùng mình, vội vàng hạ xuống một quân cờ: "Muội có biết mỹ danh Vương Tử Câm là như thế nào mà truyền ra không?" Lý Vị Ương cũng sao cũng được nói: "Nguyện nghe tường tận." "Nghe nói 3 năm trước quốc chủ Tây Nam Khương Quốc chiếm được một bức họa, họa Vương Tử Câm. Bọn họ lại nghe thấy nàng tinh thông thiên văn bát quái, tinh tượng địa lý, cho nên lợi dụng bức họa này đòi lấy Vương Tử Câm. Nhưng gia tộc Vương Thị đều là dũng mãnh thiện chiến, Vương Tử Câm lại tinh thông kỳ môn bát quái thuật, Vương gia liền cưỡng ép đem 50 vạn đại quân hung hăng bức lui. Vì thế hàng năm hướng Việt Tây triều cống lại nhiều hơn một chút. Sau này bức họa kia bị Vương gia nhân đem trở về, Trấn Đông tướng quân nhìn thoáng qua chỉ nói một câu: phong thái không so được với Tử Câm 1/10. Mà câu nói này truyền ra ngoài, liền càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Vương gia cầu hôn, đại môn nhà bọn họ cũng muốn bị đạp đổ. Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Trừ bỏ mỹ mạo của Vương Tử Câm, bọn họ còn coi trọng dòng họ Vương gia, có lẽ còn có ý đồ khác." Quách Đạo gật đầu nói: "Đích xác như thế, Vương gia vừa không tham gia đấu tranh mưu quyền, cũng không dễ dàng chịu hướng Bùi thị cúi đầu, là một sự tồn tại thần kỳ. Bọn họ có thể có địa vị như vậy là do bệ hạ nâng đỡ, cũng là nhìn không ra. Quách gia, Trần gia đều hãm sâu trong đấu tranh cùng Bùi thị, Vương gia lại có thể siêu quần xuất chúng. Muội ngẫm lại xem, bọn họ có phải hay không, thật đáng lưu ý." Lý Vị Ương tươi cười: "Ngũ ca, huynh cũng để tâm Vương tiểu thư kia nhỉ? Chẳng lẽ huynh đối với nàng ta cũng có ý tứ hay sao?" Quách Đạo sửng sốt, lập tức cười ha ha: "Ý tứ thì cũng có, chẳng qua không phải là quý, mà là đề phòng. Không biết nàng ta trừ bỏ tinh thông quân sự, còn tinh thông cái gì nữa?" Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói: "Huynh thua rồi." Quách Đạo cả kinh cúi đầu, mới phát hiện cờ đen của mình đã bị ăn không còn sót lại một quân. Hắn tức giận bỏ lại quân cờ,
nói, ai có thể so được với muội, một bên chơi cờ, lại còn vừa nói chuyện, có thể nhất tâm nhị dụng như vậy. Lý Vị Ương nhấc tay nói, phần thưởng đã đáp ứng ta đâu. Quách Đạo vội vàng đem tay nàng đẩy trở về nói, còn thua nữa, ta sẽ tán gia bại sản mất. Lý Vị Ương cười, lại không nói chuyện, trong phòng là một không khí thập phần ấm áp. Quách Đạo thở dài. Giờ phút này hắn tuy rằng đối với Lý Vị Ương vẫn có một loại tình cảm, nhưng cũng không còn như ngày xưa đè nén thống khổ. Đây là một loại ái mộ, cũng là một loại thưởng thức, thậm chí còn mang theo một loại tình thân khó diễn tả bằng lời. Chỉ có thể nói, hắn là đau, nhưng cũng vui vẻ. Đúng lúc này, Quách Đôn cùng A Lệ một trước một sau chạy vào. Hai người bộ pháp nhất trí, trên mặt đều là thập phần hưng phấn. Quách Đôn trên tay còn cầm theo một bái thiếp màu vàng. Lý Vị Ương nhìn lên, tự nhiên phát giác hai người này tuổi xấp xỉ, một anh tuấn sáng sủa, một nhiệt tình vui vẻ, đúng là xứng đôi. Nàng cười nói, tứ ca, có chuyện gì mà vui như thế? Quách Đôn lập tức đem bái thiếp kia mở ra nói, muội xem, vương gia gửi chúng ta một thiếp mới tử. Đáy mắt Lý Vị Ương tránh qua thần sắc phức tạp, nhàn nhạt cười, là vương gia đưa thiếp mời hay là vương tiểu thư đưa thiếp mời? Quách Đôn không khỏi gãi gãi đầu, hắn không biết hai việc này thì có cái gì khác nhau. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nếu là vương gia đưa thiếp mời, tự nhiên là mời tất cả mọi người trong Quách gia. Nhưng nếu là vương tiểu thư đưa thiếp mời, vậy thì... Lời của nàng còn chưa nói xong, lại nghe thấy A Lệ công chúa lập tức tiếp lời. Trên bái thiếp là nói, mời Quách tiểu thư, còn có Quách gia mấy vị công tử. Theo ta thấy như đây là một buổi tụ hội người trẻ tuổi, bởi vì cũng không có nhắc tới muốn mời phu nhân cùng đi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bái thiếp vàng, chữ viết tay rồng bay phượng múa, hoàn toàn không giống khuê các nữ nhi gia viết. Nàng từ trong tay Quách Đôn nhận lấy bái thiếp kia, tinh tế quan sát một lát nói, một tay tự khí lớn như vậy, vương tiểu thư này quả thật có ba phần ý tứ. Lời này cũng là hướng về Quách Đạo nói. Quách Đạo mỉm cười, một khi đã như vậy, muội chắc chắn là sẽ đi rồi. Đi, tất nhiên là đi. Đối phương đưa bái thiếp mời đích danh, nếu không đi chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy mình quá nhỏ nhen sao? Dù sao ai cũng đều biết, Húc Phương hoàn toàn là vì yêu thương Lý Vị Ương nên mới cự tuyệt bệ hạ tứ hôn. Hiện thời chuyện này ồn ào huyên náo ở khắp đại đô, nếu Lý Vị Ương không đi sẽ chỉ làm cho người ta bàn tán mà thôi. Chấn Đồng tướng quân phủ đệ, phong cách cổ xưa nghiêm cẩn, một vẻ tráng lệ bên trong, thập phần đại khí trang trọng. Lý Vị Ương đi qua hành lang đình đài gấp khúc mới phát hiện bên trong có động thiên khác, so với nhìn từ xa càng thêm diện mạo hiên ngang, tinh mỹ tuyệt luân, sở hữu kiến trúc bố cục hợp quy tắc, công nghệ hoàn mỹ, lầu các giao thoa, thể hiện đầy đủ phú quý vô cùng, kết hợp thanh lịch hoàn mỹ. Cổng vào hoa viên hình vòm làm từ cẩm thạch nhập khẩu, hoa viên nội cổ cây che trời, quái thạch lâm lập, hoàn sơn hàm thủy, đình đài lâu tạ. Ra khỏi hành lang, liền thấy một tòa lâu cao lớn, dùng để diễn kịch. Mặt trên sân khấu kịch đầy đủ, đối diện tiểu sảnh cũng là trang sức tươi mát tú lệ. Nhánh cây mây hoa lạ tử nở rộ, khiến người thoáng như ở từ đằng, giá hạ xem diễn. Hoa viên Chánh Đông còn có một hồ nước tạo hình thập phần khéo léo, lấy tên là Hồ Trăng Non. Giữa hồ có đình, cũng có cầu cửu khúc, hành lang cùng ngạn tương liên, tạo hình thập phần tinh xảo. Cảnh trí như vậy, liền ngay cả Lý Vị Ương cũng không khỏi ghé mắt nhìn một chút. Quách Đạo nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lý Vị Ương không lưu luyến cảnh sắc xinh đẹp này, mà chỉ vào rừng đào cách đó không xa nói, huynh xem hoa đào như hỏa, cành bó hoa đậm nhạt giao nhau, rất mỹ lệ có phải không? Quách Đạo nheo mắt nhìn theo Lý Vị Ương, lại không khỏi thập phần ngạc nhiên. Hiện thời đâu phải mùa hoa đào, nhưng đối diện đúng là một mảnh rừng đào, có đỏ tươi như máu đào, có diễm lệ như son, giống như một phiến vân cẩm phô khai, chói lóa mắt, bí nhân tâm phách. Nhưng mà Quách Đạo chẳng phải người bình thường, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm rừng hoa đào kia, nhìn nửa ngày đột nhiên biến sắc. Đây là trận pháp. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đây là hoa đào trận, ấn căn nguyên, thần tị ngọn chưa, thần dậu tuất hợi, chờ chi mà phân 12 cái phương vị. Tử vì phương bắc, xấu vì đông bắc thiên bắc, dần vì đông bắc thiên đông, mão vì đông phương, thần vì đông nam thiên đông, tị vì đông nam thiên nam, ngọ vì phía nam, chưa vì tây nam thiên nam.
Thần vì Tây Nam ngã về Tây, Dậu vì Tây Phương, Tuất vì Tây Bắc ngã về Tây, Hợi vì Tây Bắc Thiên Bắc. Mỗi một phương vị đều có người vô tình bước vào bên trong, sẽ có thể thúc giục trận pháp, kinh động hộ vệ trong phủ. Ngũ ca, huynh nói không sai, đối với vị vương tiểu thư này thật là cần lưu ý. Quách đạo chấp nhận gật gật đầu, bên cạnh A Lệ công chúa lại tò mò hỏi, các người đang nói gì thế? Vì sao ta nghe nửa điểm cũng đều không hiểu? Lý Vị Ương nhìn A Lệ công chúa, mặt đầy nghi hoặc không khỏi cười nhẹ. Ngươi nhìn rừng hoa đào phía trước đi, còn có bốn phía bài trí đều là dựa theo trận pháp mà bố trí. Mỗi một cây đào, nếu đổi là một người thì chính là trận pháp. A Lệ công chúa nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt cũng là càng thêm kinh nghi, nói, ta vì sao càng nghe càng không hiểu, ngươi giải thích cẩn thận lại đi. Lý Vị Ương đáy mắt ý cười trong suốt, toàn bộ đại trạch đều là phối hợp rừng hoa đào này biến thành bảy trận, ở bên trong trận cụm biến hóa ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Ngươi nhìn một tòa núi này triển tăng không chi thế, tái hiện trong trường hợp mạo hiểm thực chiến công thành chiếm đất, mà trận hình tứ giác các hữu tứ chu mai thụ phẳng phất tứ phía đại kỳ đón gió vũ động, đều tự kéo trận kỳ, trăm người bốn phía đều nhịp, bày ra bầu không khí chiến trường nồng nhiệt. Cả tòa đại trạch thoạt nhìn thập phần tầm thường, thực tế lại tỏ rõ chủ nhân đại trạch tinh thông ngũ hành bát quái, trận pháp diễn luyện chi đạo, nếu là người không biết quả quyết sẽ không đoán được ảo diệu bên trong. A Lệ công chúa cẩn thận nhìn chằm chằm Quách đạo, nhìn xung quanh bất đắc dĩ, cái gì cũng nhìn không ra, không khỏi kinh thán, gia nhi, ngươi làm sao có thể hiểu được, thực làm ta kinh ngạc. Lý Vị Ương ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, cũng không nói một lời. Trên thực tế, năm nàng mới đi theo Thác Bạt Chân, từng đã xem qua chiến trường, cái gọi là ngũ hành bát quái, đạo lý âm dương, thậm chí bảy trận quân pháp, đều có mưu sĩ chuyên môn phụ trách. Nàng vì muốn Thác Bạt Chân vui mừng, cũng từng xem qua không ít sách phương diện này, chẳng qua nàng cũng không đặc biệt am hiểu. Nàng am hiểu nhất vẫn là đo lường nhân tâm. Hiện thời xem ra, Vương Tiểu Thư thật đúng là cao thủ, nếu không như thế, nàng cũng sẽ không thể ở nơi này bố trí tỉ mỉ trận pháp như vậy. Nếu có tiểu tặc không biết sống chết xông tới, chỉ sợ chưa tới gần người đã chết tại trong trận bát quái này. Nhưng vào lúc này, nam tử tuấn lãng một thân hòa phục nhẹ nhàng bước tới. Hắn vừa đúng lúc nghe thấy một đoạn này, không khỏi cười nhẹ, màu quang hơi đổi. Tiểu muội quả nhiên nói không sai, khách nhân bên trong có thể nhìn ra trận pháp huyền bí này chỉ sợ không quá 5 người. Mà trong khách nhân hôm nay tới đây, Tĩnh Vương Điện Hạ là một, Bùi Đại Công Tử là hai, còn lại chính là Quách Tiểu Thư cùng Quách Công Tử. Tĩnh Vương cùng Bùi Bật rõ ràng là bởi vì bọn họ cũng đã đọc qua đàn thư, đối với mấy thứ này tuy rằng không tinh thông nhưng cũng đều hiểu biết. Quách Đôn cùng Quách Đạo liếc nhau, cũng là đứng ở một bên, không mở miệng. Lý Vị Ương ý cười dịu dàng nói, vừa mới rồi còn đang suy nghĩ, tòa nhà này tinh xảo tuyệt vời như thế, chủ nhân tất nhiên cũng không tầm thường. Hóa ra hết thảy đúng là Vương Tiểu Thư bố trí. Nàng đây là viết rồi còn cố nói. Vương Quảng cười nhẹ, mở miệng đáp, tiểu muội thích nhất nơi này, ngày xưa chúng ta khuyên như thế nào nàng cũng không nghe, hiện thời gặp được Quách Tiểu Thư, sợ là gặp được người chi tâm. Vương Quảng tính tình ôn hòa lại am hiểu đánh cờ, lần trước cùng Bùi Bật đánh cờ, hắn đối với hảo kỳ nữ tử này thập phần khâm phục. Giờ phút này, thấy nàng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu bố trí của tiểu muội, không khỏi càng thêm kinh thán, khom người nói, Quách Tiểu Thư, mời. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn lại, đình giữa hồ sớm đã bày yến tiệc, vì thế, nàng liền cùng những người khác cùng nhau rời bước đi vào, đều tự hòa, nhập tọa. Chủ vị Vương Tử Câm ngồi phía trên, hôm nay trên người nàng mặc quần áo màu vàng, lung linh tinh xảo, đại khí quyến rũ, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đầu tóc đen tà tà, oản khởi một luồng, phảng phất một vòng trăng lưỡi liềm, mà lại giống như thác nước tùy ý rối tung ở sau người, thay đổi, chuyển phong lưu phiêu giật. Vương Tử Câm nhìn thấy Lý Vị Ương, mỉm cười chủ động đứng dậy, ôn nhu đón chào nói, Quách Tiểu Thư tới, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, mau vào ngồi đi. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng là nghị luận ào ào. Ngày đó ở trên đại yến, Húc Vương công nhiên cự tuyệt hôn sự cùng với Vương Tiểu Thư, như là hung hăng đánh trong một cái tát.
Nhưng hiện thời, xem ra Vương Tử Câm đối với vị Ương lễ ngộ như thế, thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi âm thầm thán phục thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vị Vương tiểu thư này, đại khí cùng ung dung, thật khiến cho người khó quên. Lý Vị Ương chính là cười khẽ, phảng phất cũng không nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Quách Đạo vừa ngồi xuống, ánh mắt liền thuận thế dừng ở trên người Tĩnh Vương Nguyên Anh cách đó không xa. Tĩnh Vương chấp khởi chén rượu hướng hắn mỉm cười, Quách Đạo trong lòng lại có so đo khác. Quách Đồn thập phần bất mãn hừ lạnh một tiếng nói, xem ra Nguyên Anh đối với vị Vương tiểu thư này cũng thật có hứng thú. Nguyên Anh vốn luôn theo đuổi Lý Vị Ương, thế nhưng hiện thời nhìn thấy hắn thế cũng phá lệ đáp ứng lời mời, còn ngồi cách Vương tiểu thư không xa. Quách Đồn chỉ cảm thấy thập phần tức giận. Hắn không nghĩ tới đối phương gió chiều nào che chiều ấy như thế. Trong nháy mắt bỏ chạy về phía Vương Tử Câm hiến ân cần. So với hiểu biết từ trước tới nay của hắn về Tĩnh Vương Nguyên Anh, quả thực chính là hai người khác nhau. Liền ngay cả A Lệ công chúa đều đem mặt thiên qua một bên, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lý Vị Ương lại chính là mỉm cười, rõ ràng cũng không thèm để ý. Ở Đại Đô, A Lệ công chúa cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh thế nhưng thường xuyên chạm mặt, có lẽ cũng dần dần hiểu biết đối phương cùng bản thân chênh lệch. A Lệ công chúa đối với hắn sớm đã không còn ôm chờ mong, giờ phút này nhìn thấy hắn cũng tới rồi. Hơn nữa, nói đùa Yến Yến, A Lệ công chúa trong lòng không hiểu sinh một tia không vui, nhưng nàng không ý thức được sự không vui này đều không phải là vì bản thân, mà là vì Lý Vị Ương. Nàng nhẹ giọng đối với Quách Đôn nói, ngươi xem, Tĩnh Vương cũng ở trong này, chẳng lẽ hắn cũng muốn cưới tiểu thư Vương gia kia sao? Quách Đôn nghe nàng nói có vài phần như là thay Quách gia bất bình, không khỏi thấp giọng nói, ai biết được, có lẽ Tĩnh Vương điện hạ cảm thấy Vương gia đối với hắn rất có ích. Lý Vị Ương bở môi thủy chung mang theo một chút mỉm cười. Nàng nghe lời này xong bất quá nhắc nhở một câu, chuyện phiếm đừng luận nhân thị phi, tứ ca huynh cẩn thận vì người khác nghe thấy đấy. Quách Đôn cả tiếng nói, ta muốn nói thế nào thì nói thế ấy, sợ ai nghe thấy chứ. Lý Vị Ương bật cười, vị tứ ca này tỳ khí nhịn xuống không tốt lắm, huống chi A Lệ công chúa từng ái mộ Tĩnh Vương Nguyên Anh. Quách Đôn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là ghen cùng để ý. Giờ phút này nhìn thấy hắn đối với Tĩnh Vương có ba phần địch ý, Lý Vị Ương không khỏi dở khóc dở cười. Quách Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng không cho là đúng, ta nhìn chưa hẳn là vậy. Quách Đôn nhìn thoáng qua Quách Đạo, nhăn lại đầu mày, ngươi là có ý gì? Các vương gia khác đều không có tới, liền hắn một người ở trong này ngồi, còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Quách Đào cười nhẹ, ân cần tự nhiên là muốn hiến, bất quá không biết được trong bụng hắn có chủ ý gì thôi. Lý Vị Ương nghe xong những lời này, trong lòng cũng là nhảy dựng, không khỏi nhìn về phía Tĩnh Vương Nguyên Anh. Nguyên Anh trên mặt cũng là nhất phái trầm tĩnh, tươi cười ấm áp, cùng ngày thường không có chút khác biệt. Hắn cũng không nhìn về phía Lý Vị Ương, mà là đang hướng về Vương Tử Câm nói cái gì đó. Vẻ mặt bên trong nhất phái ôn nhu, phảng phất thật sự là bộ dáng hộ hòa sứ giả. Lý Vị Ương cúi đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản thân luôn luôn đối với Tĩnh Vương Nguyên Anh kính nhi viễn chi. Hắn cũng minh bạch đối tượng bản thân trung tình là Nguyên Liệt, đối với hắn không có chút ý tứ nào. Mà Quách phu nhân cũng đã cùng Quách Huệ Phi nói rõ, hai nhà đám hỏi là không có khả năng nữa. Một khi đã như vậy, Tĩnh Vương đổi đối tượng cũng không có gì kỳ quái. Nàng cũng vui khi việc thành, huống chi Vương Tử Câm tài hoa hơn người, cùng thế lực vương gia, nàng đích xác sẽ giúp Tĩnh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thuận lợi hơn. Tĩnh Vương hiện thời ngược lại theo đuổi nàng, Lý Vị Ương cảm thấy không có gì không đúng, nhưng là nghe ý tứ Quách Đạo còn giống như có chút không thích hợp. Kính nhì viễn chi. Tĩnh Vương hướng Vương Tử Câm nói chuyện, ánh mắt cũng là không tự chủ được rơi xuống đối diện trên người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương trước sau như một thanh nhã động lòng người, trên tóc không có vật phẩm trang sức phức tạp, chỉ có một cây châm ngọc xanh biếc, trên thân mặc lụa mỏng xanh la. Phía dưới là váy dài cùng một kiện áo khoác bằng da mỏng, khiến cho màu xanh kia thoạt nhìn có vài phần mông lung, nhưng ngược lại tăng thêm một chút sắc động lòng người. Cho dù trang dung mộc mạc, hoa tai ngọc nho nhỏ bên tai sinh huy, phụ trợ ngọc nhan, lưu quang động lòng người, cười nhẹ một cái làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Vương Tử Câm mỉm cười nói, con muốn đa tạ Tĩnh Vương điện hạ đưa tới bản binh phổ kia. Tĩnh Vương quay đầu, mới ý thức đến đối phương nói gì đó. Hắn mỉm cười, Vương tiểu thư thích là tốt rồi, bất quá chỉ là một điểm tâm ý. Vương Tử Câm nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, thần sắc bất động. Tử Câm
Đa tạ tâm ý của Tĩnh Vương Điện Hạ. Nguyên Anh giơ lên chén rượu nói, vậy thỉnh ẩm trong chén rượu, từ đây về sau ta liền có thể tính là bằng hữu của Vương Tiểu Thư. Vương Tử Câm điểm nhu cười, đó là đương nhiên. Nguyên Anh nhìn Vương Tử Câm, luận thế lập nghiệp, Vương gia cùng Quách gia tương xứng, thậm chí còn có ẩn ẩn siêu thoát chi thế. Hắn đối với lực lượng Quách gia thập phần hiểu biết, nhưng mà đối với Vương gia thần bí cũng không thập phần khẳng định. Mà Vương Tử Câm trừ bỏ dung mạo ở ngoài, nàng còn trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, tinh thông bát quái ngũ hành, trận pháp quân sự. Nếu là cưới nàng, tuyệt đối hắn sẽ có được một trợ lực lớn để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Nhưng không biết vì sao, đối mặt Vương Tử Câm, hắn lại không có nổi vài phần hưng trí. Hắn không rõ, vì sao biết rõ Vương Tử Câm đối với bản thân vô cùng hữu ích, lại chưa từng có động qua ý niệm muốn cưới nàng làm Vương Phi. Có lẽ là đã có ý tưởng trước, hoặc có lẽ hắn là thật sự yêu người kia. Nghĩ tới đây, hắn một đôi mâu quang không tự chủ được lại nhìn về phía Lý Vị Ương. Vương Tử Câm như có chút quan sát, cười nhẹ nói, Tĩnh Vương Điện Hạ thật là lưu ý Quách tiểu thư. Nàng thanh âm nói rất thấp, người khác nghe qua chỉ thấy vì bọn họ ở thảo luận cảnh sắc, quả quyết không thể nghĩ được nàng lại nhắc tới Quách gia. Nguyên Anh trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, màu trùng đã thoáng qua một tia tàn khốc. Hắn chuyển ánh mắt nhìn Vương Tử Câm nói, ồ, Vương tiểu thư sao lại nói như vậy? Vương Tử Câm đôi mắt vi liễm quyết đoán cười nói, giống như Quách tiểu thư lan tâm huệ chất như vậy, tâm tư nhẫn nhủi đúng là nhân tuyển Tĩnh Vương Phi tốt nhất. Còn nữa, Tĩnh Vương Điện Hạ ái mộ nàng sớm cũng không phải chuyện gì bí mật. Từ lúc ta bước vào đại đô ngày đầu tiên, liền đã có người nói với ta, Tĩnh Vương Điện Hạ muốn cưới Quách tiểu thư làm chính phi. Chỉ tiếc lời của nàng không nói xong, để lại một nửa. Tĩnh Vương tươi cười thong thả, chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt này, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Không biết vì sao hắn cảm thấy Vương Tử Câm tâm tư thâm trầm phức tạp, một chút cũng không thua kém Lý Vị Ương, làm người nghiền ngẫm không ra nàng là suy nghĩ điều gì. Chợt hắn không khỏi lại làm ra bộ dáng tươi cười. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, không đến cuối cùng ai cũng không biết hiêu chết về tay ai. Vương tiểu thư nói có đúng không? Vương Tử Câm tự nhiên là gật đầu, duyên dáng bờ môi lộ ra tươi cười. Tự tin đương nhiên là tốt, chẳng qua y theo Quách tiểu thư tính tình lạnh như băng như vậy, muốn ôm mỹ nhân về, Tĩnh Vương Điện Hạ còn phải hào hào nỗ lực, chớ để người khác đoạt mất. Tĩnh Vương Nguyên Anh lại cùng nàng cụng ly, tựa tiếu phi tiếu nói, đa tạ Vương tiểu thư nhắc nhở. Hai người nhìn nhau cười, nhưng là mỗi người mang một tâm tư riêng. Lý Vị Ương đem một màn này trong lòng càng thêm lưu ý. Tuy rằng hai người kia đứng chung một chỗ cũng giống như là tuấn nam mỹ nữ thập phần xứng đôi, nhưng cũng không biết nói vì sao, chính là làm cho người ta cảm thấy rất cổ quái. Cũng thấy bọn họ tươi cười với nhau, bên trong đều là ẩn giấu tính kế, mà Lý Vị Ương lại đem phiền tính kế này đặt ở trong mắt. Lại có lẽ nàng tình nguyện là bản thân đa tâm. Vương Tử Câm này vừa tiến vào đại đô đã cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh chắc chắn có hợp tác hoặc là cấu kết. Này thật đúng là khiến người không thể lường được chuyện gì. Lúc này Vương Tử Câm cười nói, hôm nay tổ chức yến hội là gia phụ muốn chúc mừng ta trở về đại đô, muốn ta làm quen một chút với các vị. Từ nay về sau hy vọng đại gia có thể đem Vương Tử Câm ta trở thành bằng hữu, thường xuyên qua lại. Bởi vì ta từ nhỏ ở trên núi, hy vọng đừng ghét bỏ ta thua lỗ. Mọi người nghe đến đó liền ào ào cười nói, đâu có đâu có, Vương tiểu thư thật sự là nói đùa rồi. Đúng vậy, Tử Câm tiểu thư tài mạo song toàn, đúng là đệ nhất đẳng danh môn thục nữ trong kinh, sao lại khiêm tốn như thế chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tán thưởng không ngừng, nhưng Vương Tử Câm cũng nhàn nhạt tươi cười, bên trong tươi cười không có chút tự đắc, vẻ mặt nhất phái tự nhiên hào phóng. Đợi đến khi mọi người nói xong, nàng mới mỉm cười nói, như thế xin mời đại gia thưởng thức ca múa. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh. Vỗ tay vừa xong, chỉ nghe thấy vang lên một trận đàn cổ nhã nhạc. Ở bên trong tiếng nhạc, một khối liên diệp chậm rãi theo đối diện phiêu tới giữa hồ, không có quá gần cũng chẳng quá xa, vừa vặn có thể cho khách nhân giữa đình hồ xem rành mạch. Mọi người lắp bắp kinh hãi, cơ hồ cho rằng bản thân mình hoa mắt, nheo nheo mắt lại.
Lại như trước nhìn thấy phía trên liên diệp có một phấn y nữ tử, trên người mặc váy áo hồng nhạt xinh đẹp, nhẹ nhàng khởi vũ, động tác ôn nhu uyển chuyển, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đem hình thể nữ tử mềm mại cùng mỹ lệ bày ra đến cực hạn. Mọi người phảng phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không khỏi nín thở ngưng thần, tĩnh tâm quan sát. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhan sắc diễm lệ, thân hình lại gầy, eo nhỏ, nhất thúc, cả người thập phần linh lung, giống như một loại khinh yến tại phía trên liên diệp kia khởi vũ. Hơn nữa vũ kỹ tuyệt luân, nhẹ nhàng như gió, khiến người không kịp nhìn. Mọi người chỉ nghe từ giữa hồ truyền đến tiếng nàng ca. Trễ trang sơ minh cơ tuyết, xuân điện tần nga nối đuôi nhau liệt, xanh tiêu thổi đoạn thủy vân khai, trọng ấn nghề thường ca lần triệt, đón gió ai hơn phiêu hương tiết, túy trụng chẳng triệt tình điệu thiết, về khi hưu phóng hoa đến nồng, đãi đạp vó ngựa đêm tuyết tĩnh lặng. Có thể nói là tinh diệu tuyệt thế vô song. Vũ điệu hoa sen độc đáo này trong khoảng thời gian ngắn không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng đã gặp qua vô số người ca múa cũng không thần kỳ đến như thế. Một vũ đạo rất kỳ lạ. Nếu muốn ở phía trên liên diệp khiêu vũ, vừa muốn lui mà nhanh chóng xoay quanh sen, tối chú ý đó là vòng eo linh hoạt cùng công phu dưới chân. Thêm nữa là nữ tử này thể trọng thường nhân cũng không thể sánh bằng. Nàng ở phía trên liên diệp, múa càng xinh đẹp bao nhiêu, chỉ sợ đau khổ sau lưng cũng lại càng nhiều bấy nhiêu. Nhất là một đôi chân ngọc kia, rõ ràng đây là bạch ngọc dù làm trăng non chi chạm mới có thể ở trên liên diệp ca múa. Màn múa vừa dừng cũng là vỗ tay như sấm. Tĩnh Vương cười nói, Vương tiểu thư cũng thật biết tàng tư, vũ cơ như thế, thế nhưng lại ở cạnh ngươi, vũ kỹ cao diệu như vậy thật khiến người ta tán phục. Vương Quảng cười nói, Ngô Đồng kỹ thuật nhảy dĩ nhiên là tuyệt diệu, nhưng cũng không bằng một phần vạn tiểu muội. Nàng mất quá là ở trên liên diệp múa, Tử Câm từ lúc 3 năm trước đã có thể ở trên trường múa. Mọi người nghe thấy lời ấy cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh thán. Vương Tử Câm sắc mặt ửng đỏ, chính là nhẹ giọng nói một câu, nhị ca đừng đem ta giễu cợt, kia bất quá là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hồ nháo mà thôi. Mọi người thầm đích xác nghĩ như thế, Vương Tử Câm là danh môn quý nữ, làm sao có thể ở trước mặt mọi người lộ ra kim liên khiêu vũ. Bất quá, vũ cơ này, vũ đạo đã là kinh thiên, vô luận như thế nào cũng khó tưởng tượng Vương tiểu thư nếu tự mình múa, không biết sẽ phong tình ra sao. Lý Vị Ương đôi mắt hơi đổi, lúc lờ đãng quét về phía Bùi Bật phía đối diện, đã thấy hắn giơ lên chén rượu, ánh mắt cụp xuống không biết suy nghĩ gì. Lý Vị Ương cười nhẹ, cũng là bộ dáng phảng phất không hề hay biết. A Lệ công chúa bĩu môi nói, mỗi một lần tới tham gia yến hội, luôn xem ca múa lại có ý tứ gì, không bằng tìm trò vui khác. Vương Tử Câm nhìn A Lệ công chúa, trên mặt mang tươi cười nói, không biết công chúa có đề nghị gì. Ở nơi này tất cả mọi người đều biết A Lệ công chúa đến từ Thảo Nguyên, tính tình thập phần hoạt bát, cho nên đối với nàng đột nhiên nói như vậy cũng không có gì kỳ quái. Đích xác, chung quy là ngồi như thế này cũng không có chuyện gì. A Lệ công chúa nghĩ nghĩ không khỏi nói, không bằng chúng ta đến ném thẻ vào bình rượu đi. Lý Vị Ương phủ ngạch, từ lần trước vô tình để A Lệ công chúa nhìn thấy có người ném thẻ vào bình rượu tìm niềm vui, nàng liền bắt đầu mê trò ném thẻ vào bình rượu này. 3 ngày 2 đầu buộc người nàng tỉ thí. Cái gọi là ném thẻ vào bình rượu chính là lấy thịnh rượu hồ khẩu làm tiêu, ở khoảng cách nhất định trong lúc đó đầu thạch, lấy đầu nhập bao nhiêu quyết định thắng thua, thua phạt rượu. Bất quá là trên yến hội lấy rượu trợ hứng chi đạo. Vương Quảng cười nhẹ nói, ném thẻ vào bình rượu dễ làm cổ tay đau nhức, công chúa điện hạ không sợ đau tay sao? A Lệ công chúa sửng sốt, nghĩ nghĩ nói, sẽ đau tay. Mọi người không khỏi cười ha ha. Lý Vị Ương cũng lắc đầu thở dài, A Lệ, người khác bỡn cợt người cũng nghe không hiểu. A Lệ công chúa chưa từ bỏ ý nghĩ, nghĩ nghĩ, ném thẻ vào bình rượu làm tay đau nhức, không bằng chúng ta bắn liễu đi. Bắn liễu đó là dục ngựa vòng vòng, mục tiêu là nhánh liễu, cây điều, liễu chi theo gió bay động, rất khó săn bắn. Đối với dân tộc du mục trên thảo nguyên mà nói, là một loại tối bình thường, bất quá chỉ là thi đấu, nhưng đối với các tiểu thư đang ngồi mà nói rõ ràng là quá khó khăn. Huống chi nơi này là hoa viên, chỗ nào cho ngựa chạy chứ? Tĩnh Vương Nguyên Anh mỉm cười nói, liễu thật nhỏ mà mềm mại, gió thổi qua đó là một cái bia ngắm hoạt động, lúc này cũng không thể trên ngựa bắn, chỉ cần có thể
đứng nghiêm bắn đã là một việc khó, cho nên có thể sai người mang tới cắm trên mặt đất, làm trò tiêu khiển đi. Lý Vị Ương thật minh bạch, biểu diễn bắn liễu trọng yếu nhất là tố chất tâm lý. Nhất định phải có chấn định siêu phàm mới có thể hoàn thành. Mọi người nghe đến đó thì không khỏi đều cười nói, hảo, Tĩnh Vương Điện Hạ đã có nhã hứng này, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Vương Diên luôn luôn trầm mặc nghe đến đó, rốt cuộc cũng hứng thú. Hắn lập tức phân phó người đi xuống chuẩn bị hết thảy. Người đầu tiên lên sân khấu là A Lệ công chúa. Nàng xuất thân từ Thảo Nguyên, bắn kỹ tự nhiên phi phàm. Kéo cung tiễn, một tên dài liền thẳng tắp bắn đi ra. Theo sau mọi người đều nhìn theo, đem nhánh liễu kia bỗng chốc cắm ở trên mặt đất. Hơn nữa là chính giữa nhánh liễu, có thể thấy được tài bắn cung cực kỳ cao siêu. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quách Đôn hô lên nói, công chúa, quả nhiên là lợi hại phi phàm. A Lệ rào rạt đắc ý, tươi cười đầy mặt, lại chạy về tới bên người Lý Vị Ương, đắc ý đem liễu cho nàng nhìn xem. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, cũng là lắc lắc đầu. Liễu chi bị A Lệ công chúa bắn chặt đứt, lộ ra màu trắng kia, kỳ thường không coi là tuyệt diệu tên pháp. Vài người kế tiếp đều thất bại, đừng nói là thiên kim khuê các tiểu thư hoàn toàn không kéo nổi cung tiễn. Đến ngày các danh môn công tử có thể kéo ra cung, cũng không có cách nào bắn trúng nhánh liễu thật nhỏ kia. Mọi người không khỏi thập phần ảo não. A Lệ công chúa nhìn thấy Vương Tử Cấp ngồi ở kia vẫn không hề nhúc nhích thì không khỏi khiêu khích nói, Vương tiểu thư, ngươi vì sao không thử một lần? Ngươi là chủ nhân, chẳng lẽ lại muốn trốn tránh sao? Vương Tử Cấp nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua mỉm cười. Nhật Huân, ngươi đi vì đại gia biểu diễn một phen. Từ phía sau nàng, một tỷ nữ mỹ mạo đi ra, dáng người cao gầy lạnh lùng, nàng hướng Vương Tử Câm khom người hành lễ, theo sau liền đi tới phía trước mọi người, lấy ra cung tiễn. Giây lát trong lúc đó, trương cung vài tên, mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy vèo 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 mấy tiếng, trước mắt một đoạn năm nhánh liễu toàn bộ bị bắn từ giữa đoạn. Năm tên đều trúng, mọi người lập tức lớn tiếng hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn chẳng tay vỗ tay như sấm dậy. Lý Vị Ương mỉm cười, tỷ nữ này không chỉ có võ nghệ hơn người, cơ trí cũng phi thường, người thường khó có thể so sánh. Kể từ đó, dù cho người khác phát huy cũng bất quá bắt chước lời người khác, không có gì tươi mới. Một tỷ nữ nho nhỏ liền có thể thành công nổi bật trước mọi người, Vương Tử Căm cũng không cần xuất chướng, đã có thể khiến mọi người có áp lực. Thậm chí đêm màn vừa rồi của A Lệ công chúa được thừa nhận cũng đè ép đi xuống, đúng là một lần đếm không hết. A Lệ tính tình hoạt bát, nàng hoàn toàn thật không ngờ đối phương đè ép uy phong của mình. Nàng chính là kêu tên tỷ nữ Nhật Huân trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa, liền ẩm ba chén rượu. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Bên người Vương tiểu thư quả nhiên là tàng long ngọa hổ, một tỷ nữ nho nhỏ cũng có công phu như thế. Lần này không cần nói A Lệ công chúa, những người khác cũng ào ào ghé mắt. Đầu tiên là có múa trên hoa sen, lại tiếp bách bộ xuyên dương, tài nghệ xạ cung tiến thủ. Hai tỷ nữ lợi hại như vậy bất quá cũng chỉ là tôi tớ bên người Vương Tử Câm mà thôi, cho thấy trình độ chủ nhất của các nàng còn lợi hại đến đâu. Vương Tử Câm này vừa không tự mình động, còn thành công đoạt nổi bật, quả thật là cao thủ. Đúng lúc này Bùi Bật đột nhiên mở miệng nói, Quách tiểu thư, tất cả mọi người đều thử một lần thân thủ, vì sao ngươi chỉ ngồi tại chỗ? Lý Vị Ương nhìn Bùi Bật, nhướng mày cười, dưới ánh mặt trời thần thái như rượu nguyên chất, thơm tho, dẫn người. Này tự nhiên là bởi vì ta văn bất thành võ không phải, nếu là vội vàng tham gia, chính là làm trò cười cho người trong nghề. A Lệ công chúa lập tức nhíu mày, nàng thầm nghĩ Lý Vị Ương cũng không phải cái gì văn bất thành võ không phải. Nàng kỳ nghệ, làm Việt Tây thứ nhất, thay đổi miễn bàn nàng cũng sẽ cùng tiễn. Chẳng qua dưới tình huống như vậy, nếu là Lý Vị Ương bản thân chủ động đứng lên tự mình tỉ thí, mặc kệ thắng thì vẫn là thua, đều không có gì sáng rọi. Dù sao Vương Tử Câm chỉ điểm một tỷ nữ, Lý Vị Ương lại làm sao có thể tự hạ thân phận đi cùng đối phương tỉ thí. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, biết đối phương hoàn toàn không thèm để ý chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng hắn hạ quyết tâm, nhìn Triệu Nguyệt bên cạnh phân phó nói, Bùi công tử đã lên tiếng, Triệu Nguyệt không ngại thử một lần đi, không nên để chủ nhân ngươi mất mặt. Triệu Nguyệt nghe tiếng nhìn Lý Vị Ương, đã thấy nàng tựa tiếu phi tiếu, nhìn lại về phía Quách đạo. Lần này Quách đạo cũng là thập phần kiên trì, vô luận như thế nào cũng không thể để bất kỳ kẻ nào xem thường muội muội.
Lý Vị Ương trung quy cũng không phản đối. Vì thế Triệu Nguyệt liền nhanh chóng phi thân ra ngoài. Chỉ một lần cài tên, liền đem 5 mũi tên cùng bắn ra một lúc. Tất cả mọi người xem đến ngây người, chạy tới nhặt lên nhánh liễu kia, cơ hồ đã quên mất nói chuyện. Lúc này, liền có người đem đoạn liễu dâng lên. Vương Tử Cầm liếc mắt nhìn một cái không khỏi mỉm cười. Vị cô nương này hôm nay là người đệ nhất trong trò chơi này. Đi, đem chiếc liễu nàng bắn đưa cho mọi người cùng xem. Mọi người thấy được thập phần không rõ. Lúc chiếc liễu truyền đến trong tay Bùi Bật, sắc mặt hắn trở nên thập phần khó coi. Triệu Nguyện chỉ đáp cung một lần, liền có thể đồng thời phát ra 5 mũi tên. Nhật Huân lại chỉ có thể làm được một lần phát một mũi. Hơn nữa Triệu Nguyệt bắn trúng đều là ngọn nhánh liễu. Nhật Huân lại chính là bắn trúng trung bộ. Hai người thục yêu thục kém đã phân cao thấp. Nhật Huân cũng đem một màn này xem vào mắt. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra 3 phần tức giận. Vừa muốn nói gì lại nghe thấy Vương Tử Câm một tiếng khẽ quát nói. Nguyện chịu thua. Nhật Huân, ngươi còn không lui ra. Nhật Huân càng thêm cáu giận trừng mắt nhìn Triệu Nguyệt. Có thế này mới lui về bên trong đám tỷ nữ mỹ mạo phía sau Vương Tử Câm. Lý Vị Ương âm thầm thở dài, Quách Đạo vẫn là quá kiêu ngạo, thế cho nên không thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt bản thân làm càn. Nhưng đối với Lý Vị Ương mà nói, nàng cho tới bây giờ cũng không đem Vương Tử Câm xem là đối thủ, cho nên cũng liền không thèm để ý hành vi gì của nàng ta. Có phải khiêu khích hay không? Trong lòng mọi người đều biết, cần gì phải làm cho rõ ràng như vậy. Nàng đối với chuyện cùng nữ tử tranh đấu không còn cảm thấy hứng thú. Hiện thời mục tiêu của nàng chỉ đặt ở trên người Bùi Hoàng hậu cùng Bùi Bật. Đúng lúc này, đại gia cũng chưa chú ý tới A Lệ công chúa, đã uống nhiều vẻ mặt đỏ bừng. Lý Vị Ương không khỏi hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói. A Lệ công chúa, đến thời điểm ta đã nói cùng ngươi, chớ để say rượu. Vương Tử Câm thân thiết nói, A Lệ công chúa sai sao? Là ta không tốt. Hôm nay là dùng phượng trúc nhưỡng lâu năm. Phải biết rằng loại rượu này tuy rằng trong veo, tác dụng chậm lại thật lớn. Vừa rồi A Lệ công chúa liền ẩm 3 chén có lẽ là cũng thật hơi say. Lý Vị Ương trong con người hàn mang sát khí chợt lóe, nháy mắt bình tĩnh ra vẻ không để bụng. A Lệ công chúa là dạng tiểu lượng gì? Trong lòng nàng vô cùng minh bạch, có thể liền ẩm 3 vò rượu cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng là hôm nay mới chỉ 3 chén thôi, thế nhưng mặt đã đỏ bừng, ngồi ở chỗ kia choáng váng. Một màn này thật sự là bất thường. Lúc này liền nghe thấy Vương Tử Câm nói, người đâu, còn không đỡ A Lệ công chúa đi nghỉ ngơi. Lập tức liền có 2 tỷ nữ trong đám người tiến ra đến nâng A Lệ công chúa. Lý Vị Ương cũng đứng dậy tựa tiếu phi tiếu nói, tứ ca ngũ ca ở trong này, ta cùng A Lệ công chúa đi trước nghỉ tạm, chờ nàng tỉnh rượu chúng ta sẽ cùng trở về. Lý Vị Ương nói như vậy chính là không chịu buông A Lệ. Vương Tử Câm cũng không thấy kỳ quái, vẫn là bộ dáng ý cười trong suốt. Nếu vậy, mời 2 vị. Nguyên bản A Lệ công chúa bị đưa vào hậu đường nghỉ ngơi, chỉ cần tỷ nữ đi cùng. Nhưng là Quách tiểu thư muốn đích thân đi theo, như vậy Vương Tử Câm cũng phải đi theo. A Lệ công chúa đi được một chút, một trận choáng váng đầu, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Lý Vị Ương vội vàng tới đỡ, bên cạnh còn có Triệu Nguyệt, cũng ngăn cánh tay nô tỳ Vương Phủ. Nói, nô tỳ đỡ là được rồi. Đi ra không đến 2 bước, A Lệ công chúa đã phủ phục ở phía trên lan can, không để ý hình tượng phun ra. Lý Vị Ương ở phía sau nàng vỗ nhẹ lưng nói, ngươi thường ngày tử lượng vô cùng tốt, bây giờ lại làm chúng ta thật sợ hãi. Vương Tử Câm nghe thấy hiểu rõ nhã ý, gọi Ngô Đồng nói, đi nấu chút canh tỉnh rượu tới đây. Nhẹ một ít, vừa rồi ta coi công chúa không ăn bao nhiêu, nhất định phải lưu ý. Ngô Đồng gật gật đầu, lập tức đi xuống an bày. Theo sau, Vương Tử Câm ôn nhu nói, Quách tiểu thư, không bằng thỉnh công chúa di giá vào bên trong, tạm nghỉ ngơi, chờ tỉnh rượu rồi lại trở về. Lý Vị Ương khóe miệng ý cười như có như không gật đầu nói, vậy làm phiền Vương tiểu thư. Vương Tử Câm từ trước cảm thấy vị Quách tiểu thư này xảo trá như hồ ly, một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ánh mắt nàng, hiện thời xem ra vẫn là lão hồ ly thành tinh. Vương Tử Câm khẽ gật đầu, dẫn đường phía trước, nàng dẫn các nàng trực tiếp vào một gian phòng ngủ, chỉ thấy được một bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hạ lư hương trung đẳng khởi trầm hương, ánh khói nhẹ, ít ỏi như lụa trắng, hoa mai từng trận, thấm vào ruột gan. A Lệ công chúa bị say đến khinh mạn, nằm xuống trên giường lớn, chạm rỗng khắc hoa. Vương Tử Câm thập phần cẩn thận phân phó tỷ nữ, mang tới một giường trăng gấm. Theo sau tỷ nữ đưa tới canh tỉnh rượu.
lại nhất định xem A Lệ công chúa uống xong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Vị Ương nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy đối diện trên bức tường quải tứ, bức cẩm tú ti bạch, phân biệt là Mai Lan Cúc Trúc tứ quân tử, thay đổi, hiện ra không giống người thường đến. Phòng tứ giác đều là lập thức động tác võ thuật. Chính giữa là đàn cổ cùng cây sáo, trên tường quải tỳ bà, cách đó không xa, trên ghế còn phóng một cái đàn không. Cách đó không xa, phía trên cửa sổ tử đàn đều là tràn đầy thư pháp, sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, tồn lượng cực kỳ phong phú. Bên kia chính là bàn cờ, kỳ tựa hồ chính là hạ một nửa. Gần đó là một tỷ nữ đã phụng trà tới. Vương Tử Cầm mỉm cười nói, Quách tiểu thư, thỉnh dùng trà. Lý Vị Ương ánh mắt trong suốt, bên người Vương Tử Cầm, tỷ nữ văn võ song toàn, phòng ngủ xinh đẹp này, thậm chí là nàng chỉ diễn xuất cũng không một tiểu thư bình thường có thể sánh bằng, không chỉ có phong phú, hơn nữa còn quý, khắp nơi lộ ra trí tuệ bức người, không giống người thường. Vị vương tiểu thư này cũng không phải là khuê tú tầm thường. Lý Vị Ương sớm đã biết, lại không biết nàng thế nhưng bất đồng đến như thế. Vương Tử Cầm một đôi mắt như thu nguyệt, như minh tinh nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt của Lý Vị Ương, trong lòng cũng là va đào mãnh liệt. Bản thân tuy còn trẻ tuổi, nhưng bảy mưu nghĩ kế, binh pháp mưu lược đều là siêu nhân nhất đẳng, phụ thân hướng tới là đem nàng bồi dưỡng. Năm đó, phụ thân lãnh binh, mấy lần giao phong, bản thân đều dùng trận pháp trợ giúp hắn làm địch nhân thất bại, khiến cho đối phương lui binh, công tích hiển hách, mà nàng cũng không phải hoàn toàn chỉ biết quân sự. Cầm kỳ thư họa, phương diện kinh sử tử tập, đồng dạng có hiểu biết thập phần độc đáo, liền ngay cả bản thân huynh trưởng cũng không thể không bội phục kiến thức uyên bác của nàng. Nhưng hết thảy nàng viết đều là vì cá nhân chuẩn bị, cho nên từ nhỏ liền ẩn ẩn chờ mong người kia xuất hiện. Chẳng qua nàng vạn vạn thật không ngờ, ở phía trên đại diện người nọ thế nhưng trước mặt mọi người lại cự hôn, hung hăng cho bản thân một bạt tai. Từ trước nàng tuy rằng biết có Lý Vị Ương này, nhưng cũng không đem nàng xem nặng, bất quá là một khuê các thiên kim tầm thường. Nếu không phải trước đó vài ngày chuyện Bùi gia ồn ào huyên náo khiến nàng để tâm, nàng cũng sẽ không đặc biệt chú ý tới sự tồn tại của Lý Vị Ương. Thẳng đến sau này nàng mới biết được, hóa ra Lý Vị Ương chính là người trong lòng Húc Vương Nguyên Liệt. Còn nhớ rõ một ngày kia, Nguyên Liệt tấn Mỹ, gương mặt ẩn ở trong bóng ma, chính là nhà nhạt nói, Vương tiểu thư tuy tốt, chính là cùng ta không xứng. Nghĩ tới đây, Vương Tử Cầm trên mặt xẹt qua một tia phức tạp. Không sai, nàng tự khoe tài hoa tuyệt thế, nhưng bất luận nàng giàu mưu kế như thế nào, bản thân cũng là một nữ tử, tương lai cũng phải lập gia đình. Nàng nghĩ tới đây, tâm tình mênh mông, lại nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, lúc lờ đãng đến trên người Triệu Nguyệt bên cạnh. Nhìn người nữ tử này rung lệ túng mạng, nhưng là hàn quang bắn ra bốn phía, kia một đôi tay trưởng thập phần rộng rãi, tượng đầu ẩn ẩn lộ ra bạc kiền, nhất định là tu luyện ngoại công. Hơn nữa đối phương hành động trong đó bất nhiễm hạt bụi nhỏ, có thể thấy được võ công hỏa hậu đã là lô hỏa thuần thanh. Lại vừa thấy trên người đối phương ẩn ẩn lộ ra sát khí, dáng người cao ngất, nhất định là từng ở trong quân đãi qua. Có thể thỉnh đến như vậy nhất lưu cao thủ, Lý Vị Ương cũng thật không đơn giản. Trong lòng nghĩ, Vương Tử Cầm mỉm cười nói, Quách tiểu thư không cần sốt ruột, công chúa rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Lý Vị Ương vừa rồi đi vào viện này cũng đã ẩn ẩn có thể nhận thấy được một đường đi tới vị trí mấu chốt đều có người tàng phục bảo hộ. Tuy rằng không thấy, nhưng chỉ bằng yên tĩnh khác thường này, liền nhận thấy được hộ vệ võ công ít nhất cũng đều cùng Triệu Nguyệt tiêu chuẩn tương xứng. Xem ra, Vương gia đối với Vương Tử Câm coi trọng là không gì sánh bằng, thế cho nên bên người nàng cũng là trùng trùng thủ vệ, thập phần sập nghiêm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Lý Vị Ương chính là nhàn tản ngôi, thần sắc vô cùng bình thản. Nghĩ đến Quách gia mới vừa từ trong hoàn cảnh suy sụp tinh thần như vậy dễ dụa đi lên, Vương Tử Cầm trong lòng cũng không khỏi thán phục. Tuy rằng chân tướng sớm bị người ta ẩn giấu đi, khả năng nàng chính là cảm thấy chuyện Bùi gia gặp rủi ro cùng Lý Vị Ương tất nhiên có quan hệ. Dù sao không có người nguyện ý đem đại gia tộc Việt Tây kịch liệt phân tranh bại lộ trước mặt người khác, nhưng là chung quy còn có một chút dấu vết để lại có thể tìm kiếm. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình đã bình tĩnh trở lại, trong mắt càng sáng ngời rõ ràng, oánh oánh chiếu nhân. Quách tiểu thư, hôm nay quang lâm hàn xá thật sự ngoài dự đoán của ta. Lý Vị Ương mỉm cười nói,
Vương tiểu thư thịnh tình tướng yêu như thế, ta nếu không tới, chẳng phải là quá thất lễ ư? Nàng nói tới đây tựa tiếu phi tiếu nhìn A Lệ công chúa liếc mắt. Trên thực tế, nàng vừa rồi đã đoán được Vương Tử Câm là cố ý khiến A Lệ công chúa say rượu, rõ ràng chính là mượn cơ hội để cùng mình nói chuyện. Chẳng qua, bản thân cùng nàng không có giao tình gì, khả năng duy nhất đó chính là Nguyên Liệt. Trong lúc bất động thanh sắc, hai người đã có qua có lại, Vương Tử Câm ra vẻ không biết. Đêm hôm đó, sự tình ở trên đại điện, nàng nói tới đây, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn Lý Vị Ương, bên trong toát ra một tia khác thường. Lý Vị Ương trên mặt mộc mạc không son phấn, con người giống như hắc ngọc sáng bóng âm thầm lưu chuyển. Vương tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng. Vương Tử Câm tựa hồ hạ quyết tâm thành khẩn nói, kỳ thực từng ấy năm tới nay, phụ thân luôn cùng ta nói, hôn sự của ta là do bệ hạ sớm đã quyết định, không thể lại dễ dàng hứa hôn. Nhưng là thẳng tới một ngày kia ta mới biết được, hóa ra vị hôn phu của ta chính là Húc Vương Nguyên Liệt. Vị hôn phu? Lý Vị Ương nghe tới đó, đuôi lông mày cũng là nhẹ nhàng một điều. Nàng thần không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến như thế. Thế nhưng nhắc tới cổng hôn sự này, lại nói tiếp Nguyên Liệt một chút cũng không muốn cưới vị vương tiểu thư này, mà nghe lời của nàng ta lại như là chắc chắn Nguyên Liệt là của nàng vậy. Lý Vị Ương ngoài mặt thanh lãnh, trong lòng cũng là sắc bén bá đạo. Mà kệ ngươi tùy ý tung hoành thế nào, người của bản thân bị người khác mơ ước, cảm giác này thật đúng là không tốt lắm. Lý Vị Ương nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra ý cười càng sâu. Nói như vậy, lần yến hội này là hướng nàng thị uy. Chương 255, tàn hoa bại liễu. Vương Tử Khâm nói xong những lời này, không khí trong phòng nhất thời một mảnh lạnh lùng ảm đạm. Lý Vị Ương cười nhẹ, mặt không đổi sắc, ngữ khí trầm tĩnh. Nhân duyên là do trời định, nếu là hữu duyên, dù cách xa nhau thiên sơn vạn lý cũng có ngày tái ngộ. Nếu là chân tình, ngay cả khi phải đối mặt với hiểm trở trùng trùng cũng có thể tương trợ nhau. Này sao có thể so được với nhân duyên do con người sắp đặt? Cái gọi là lẽ tự nhiên, Vương tiểu thư là người thông minh, đạo lý này ắt người phải hiểu. Lý Vị Ương nói từng chữ từng từ sáng như tuyết, hợp tình hợp lý, trầm ổn hơn nữa còn có khí phách, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mảng tai đối phương. Vương Tử Khâm thu hồi suy nghĩ, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, chẳng qua tia mỉm cười không có độ ấm, thản nhiên nói, nghe lời Quách tiểu thư, tựa hồ đối nhân duyên rất có cái nhìn. Lý Vị Ương mỉm cười, trong lúc nhất thời trong phòng tỏa kinh diễm bốn phía, phù hoa chói mắt. Này không phải cái nhìn, mà là nhân chi thường tình. Á, à, cái gì là nhân chi thường tình? Vương Tử Khâm đứng thẳng người lên, một bộ dáng ta thật muốn nghe. Lý Vị Ương thản nhiên, người với người muốn kết thành nhân duyên, xưa nay có ba loại biện pháp. Thứ nhất là nhất kiến trung tình, nam nữ xa lạ, kết nên tình yêu, là trời xanh ban ân do số mệnh mà gặp nhau. Thứ hai chính là cha mẹ chi lệnh, nhờ có mối mai, có lễ mà thành đôi, phu thê gả cho nhau sớm chiều kết thành tình cảm. Còn lại là do gian nan khốn khổ bên trong, sinh ra tình nghĩa, thức khuya dậy sớm, lâu ngày sinh tình. Ba loại nhân duyên này, thứ nhất dựa vào tự nhiên, thứ hai là do con người làm ra, còn thứ ba là ý trời cùng nhân tình kết lại mà nên. Vương Tử Khâm nhíu mày, như vậy theo ý Quách tiểu thư, ta cùng Húc Vương Điện Hạ thuộc loại nhân duyên nào đây? Lý Vị Ương giống như nghe không hiểu đối phương nói, đáng tiếc, loại nào cũng không phải. Vương Tử Khâm biến sắc, cắn môi đỏ chua xa, là bệ hạ tứ hôn, đương nhiên thuộc cái thứ hai. Lý Vị Ương dựa người vào ghế khắc hoa, bệ hạ chỉ hỏi ý tứ Húc Vương Điện Hạ cũng không hề ban chỉ, cho nên hôn sự này là không thể. Vương tiểu thư là chi lan ngọc thụ, danh môn khuê tú, lại là người độc đáo đa tài, hà gì phải canh cánh trong lòng, ta chính là nói người hẹp hòi. Vương Tử Khâm nghiêm mặt nói, bệ hạ chi ân, thân là thần tử, muốn người chết người phải chết, muốn người sống người phải sống. Húc Vương Điện Hạ không có phụ thân, ý bệ hạ cũng chính là cha mẹ chi mệnh, ngay cả không hạ ân chỉ, nhưng hôn sự này cũng là bệ hạ trong lòng sớm đã định ra. Lý Vị Ương đáy mắt hiện lên một tầng sương sắc, cứ cho là cửa hôn sự này do cha mẹ chi lệnh, nếu ta nói Húc Vương Điện Hạ sớm đã có người trong lòng, Vương tiểu thư ngươi chỉ là kẻ đến sau, vẫn thấy yên tâm thoải mái hay sao? Vương Tử Khâm thần sắc lãnh đạm, Quách tiểu thư lời ấy sai rồi, ta bất quá là vâng theo bệ hạ thôi. Về phần Húc Vương Điện Hạ, một khi đã thành hôn, phu thê ngày đêm bên nhau, tình nghĩa tương thủ, tâm ý thông tường, tự nhiên trở nên hòa thuận, điểm này Tử Khâm tự tin có thể. Đương nhiên, nhất định phải có người tự nguyện thoái nhượng, chớ làm tiểu tam gây khó dễ mới được. Lý Vị Ương mỉm cười,
Vương Tử Khâm nói những lời này, nghiễm nhiên ám chỉ nàng chính là người gây khó dễ đó phải không? Nàng ánh mắt băng lãnh, thanh âm phát ra càng ôn hòa. Người sở dĩ khác với cầm thú đơn giản là nhờ một chữ tình. Vương tiểu thư, thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người, lại không biết cái gọi là một chữ tình là không thể lấy trí tuệ của ngươi để điều khiển được. Vương tiểu thư còn nhớ, tổ phụ thượng thiết lệnh của ngươi Vương Nhu, hắn cùng với phu nhân hắn có thể nói là tình sâu như biển. Thậm chí lúc phu nhân chết bệnh, hắn còn có ý ăn độc dược để có thể cùng nàng xuống hoàng tuyền. Xem như đời đời kiếp kiếp bên nhau không rời, mặc kệ người đời đàm tiếu ra sao. Phải biết rằng thượng thư lệnh đại nhân cùng vị lý phu nhân kia là thanh mai trúc mã, sớm có tình nghĩa, là cái nhân duyên thứ ba ta vừa nói tới. Nghe nói năm đó bọn họ bị phụ mẫu vương gia kiên quyết phản đối, đơn giản vì lý phu nhân gia đạo sa sút khiến nàng bị liên lụy. Ngay cả có như thế bọn họ vẫn không chùn bước, vì đạo hiếu mà kết thành đôi. Nếu vương tiểu thư cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao chưa từng chỉ trích cử chỉ phản nghịch của lệnh tăng tổ phụ ngươi? Vì sao thế nhân còn khét ngợi bọn họ phu thê tình thâm, người người ngưỡng mộ? Chẳng phải là ngươi nói hôn nhân phải cha mẹ chi lệnh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Nghe Lý Vị Ương nhắc tới tổ phụ của mình, Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt. Đối phương thần tình càng tự nhiên, mặt Vương Tử Khâm trắng nõn lại mơ hồ đỏ ửng. Bất luận Lý Vị Ương như thế nào, cao đàm khoái luận, nàng đều có biện pháp phản bác. Thế nhưng đối phương lại cố tình lấy Vương Nhu làm ví dụ, thành công khiến Vương Tử Khâm dở khóc dở cười. Cái gọi là con cái không được đàm luận chuyện tiền bối, lại là ông cố bối, kể cả Vương Nhu thật sự làm ra chuyện tình không đúng, cũng không thể chấp nhận được nàng nghị luận đến. Nếu không, nàng chính là người bất trung bất hiếu. Huống chi Vương Nhu chỉ kiên trì hứa hẹn cưới người trong lòng mà thôi. Tuy ngỗ nghịch trái với tâm nguyện cha mẹ, nhưng cũng là người đáng kính trọng. Quách tiểu thư này thật đúng là lợi hại. Cứ như vậy, dù có hoàng đế duy trì, chỉ sợ cộng nhân duyên của nàng cũng không thể thành. Tại thời điểm nàng đương muốn phản pháo, đột nhiên A Lệ công chúa trên giường ưm một tiếng. Lý Vị Ương đứng dậy hướng bên giường đi tới, ôn nhu nói, công chúa, đỡ chút nào chưa? A Lệ công chúa mở mịt ngồi dậy, cơn buồn ngủ phảng phất ập tới. Nhìn thấy Lý Vị Ương thần tình lo lắng, nàng biết chuyện này không ổn. Tiểu lượng của mình luôn vô cùng tốt, ba chén này đi xuống thế nhưng đã không khống chế nổi bản thân. Nàng còn đang nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, thần sắc hòa nhã nắm tay nàng nói, công chúa uống hơi nhiều, chúng ta trở về yến hội thôi, nhọc tứ ca tìm người khắp nơi rồi. Lý Vị Ương nói ra những lời này, A Lệ công chúa trên mặt lập tức ửng hồng, xấu hổ không mở miệng. Nàng được tỳ nữ cùng Lý Vị Ương nâng đứng dậy, nhìn Vương Tử Khâm. Vương tiểu thư, thật là ngượng ngùng, làm dơ giường của ngươi rồi. Vương Tử Khâm cười nhẹ, công chúa thân phận cao quý, nếu dùng phòng tầm thường sợ là thất lễ ngươi, cho nên ta mạo muội thỉnh công chúa tới đây nghỉ ngơi. Công chúa không phải ngại, chúng ta mau trở về yến hội đi thôi. Ba người các nàng trở lại yến hội, chợt một vị công tử đứng dậy hướng Vương Tử Khâm, ý muốn nịnh hót chắp tay nói, thần vinh hạnh nếu được nghe Vương tiểu thư đàn một khúc, thấu được tài nghệ vô địch của tiểu thư, lại nghe nói Vương Duyên Vương công tử có kiếm thuật rất cao minh, không biết hôm nay có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt hay không? Vương Duyên vừa nghe tới liền hứng thú, chỉ cần đại gia không chê, ta tài sơ học thiền, cái này thì có gì khó đâu. Lần trước vì tranh đoạt ngôi vị phò mã, Vương Duyên đã từng bộc lộ qua võ nghệ, kiếm thuật là thập phần cao minh, toàn bộ đình giữa hồ thoáng chốc an tĩnh. Lúc này Vương Duyên đã tiếp nhận đệ thượng bảo kiếm từ tên tùy tùng, nửa ngày gánh hát ca đàn, hắn múa kiếm, Vương Duyên vặt áo theo nhạc khúc phiêu dật, cùng bảo kiếm hàn quang hòa lẫn. Lý Vị Ương theo bản năng nhìn Quách Đạo, hắn thần tình thản nhiên. Lý Vị Ương sắc mặt có chút lạ lùng. Quách Đạo bị thương vì lần tỉ thí kia, mà Vương Duyên cố ý như vậy khoe khoang, thật sự khiến người ta sinh chán ghét. Nàng xem kiếm pháp đối phương, ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu. Vương Tử Khâm nhìn qua Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy đối phương đang mang bộ mặt vô cùng bình tĩnh, đột nhiên lại nhen nhóm tia tức giận lôi đình, không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Nàng quay đầu thấp giọng phân phó tỷ nữ vài câu, đối phương theo lời mà đi, rất nhanh mang tới đàn không. Mọi người chưa phục hồi tinh thần từ màn kiếm múa tinh xảo, lại nghe thấy tiếng nhạc thanh thúy mỹ miều từ từ vang lên, còn ai ngoài đóa hoa tuyệt sắc Vương Tử Khâm. Thanh âm đàn không vang lên, liền cướp đi hồn phách mọi người. Lý Vị Ương nhìn đàn không này, thân mình nạm vàng ngọc, đường cong yểu điệu, từ tay cầm đến dây đàn đều ánh kim, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Hơn nữa còn có Vương Tử Khâm một thân hoa phục, mặt như tiên tử, tư thái ôn nhu, mười ngón tay nàng lướt trên đàn thật sự là cùng nhau tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mỹ diệu.
Nghe nhạc khúc bên trong, Lý Vị Ương đột nhiên lâm vào trầm mặc. Không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên hiện lên quá khứ, xa xưa. Mơ hồ nhớ rõ năm đó, Thác Bạt Chân đăng cơ không lâu, đã phế truất ngôi vị hoàng hậu, đuổi nàng vào lãnh cung. Vô số tịch mịch ban đêm, nàng trằn trọc không thể nhúc nhích, dừng ở song cửa sổ thật lâu, nhìn thấu cả ánh trăng băng lãnh. Ánh trăng kia thập phần thê lương. Nàng cảm thấy như có kiếm phong đâm vào tim nàng, xé rách ngực nàng. Nàng không phục, càng không cam lòng chính mình cả đời ở tại cung điện băng lãnh không có lấy một bóng ma này. Nhẹ nhẹ từng đợt kiều hận vô hình dâng lên trong lòng nàng, ngọn lửa muốn thiêu đốt hủy diệt hết thảy. Theo động tác múa kiếm của Vương Duyên, làn điệu đàn không cũng biến hóa thay đổi kỳ lạ. Vương Duyên nắm chuôi kiếm chặt chẽ, động tác dứt khoát, khiến người ta không thể nhìn thấu công lực. Lý Vị Ương không khỏi nhăn mày, theo bản năng nắm chặt hai tay. Nhưng nhạc khúc như có ma lực, nhẹ nhẹ tiến vào nhân tâm nàng, một chút lại một chút hiện ra quá khứ trước mặt nàng. Quách Đôn ở một bên, mơ hồ cảm thấy Lý Vị Ương thần tình không đúng. Hắn liền nhẹ giọng, Gia Nhi. Nhưng một tiếng gọi này không hề kinh động đến Vị Ương, thần tình nàng càng cổ quái, tựa hồ lâm vào ma chướng. Quách Đôn cũng là một người thông minh, hắn nhận ra có chỗ không đúng. Nhìn qua tất cả mọi người, ai cũng lâm vào bộ dáng trầm tư say sưa. Ngay cả ngũ đệ Quách Đạo cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh cũng như đang lạc vào sương mù. Quách Đạo muốn nhúc nhích, muốn nói gì, nhưng ít hầu không biết sao lại thế này. Theo tiếng nhạc trước mắt, hắn hiện ra một màn quá khứ thảm thiết của mình. Tay phải bị thương, lâm vào tuyệt vọng thống khổ, lại bị ngũ độc tán dây dưa. Bất chi bất giác tay áo hắn đẫm mồ hôi ướt nhẹp, nói không nên lời. Tất cả mọi người chìm đắm trong quá khứ của chính mình, hoặc là huy hoàng, hoặc là thống khổ tột cùng, hoàn toàn như người mất hồn. Nhạc khúc càng phát ra động lòng người, mọi người càng như si như mê. Trong số đó cũng có người phát hiện có điểm khác thường, như Lý Vị Ương cùng Quách Đạo. Chỉ là đại đa số người khác căn bản không nhận thấy chính mình khác thường, đều lộ ra thần tình mù mịt. Nhưng lúc này, Quách Đôn cắn răng một cái, cố ý đánh nát chén rượu, thanh âm cực thanh thúy. Tuy không chấn động đến những người khác, nhưng lại lập tức bừng tỉnh Lý Vị Ương và Quách Đạo. Bọn họ hai người liếc nhau, Lý Vị Ương đã tỉnh ngộ. Nàng đăm chiêu nhìn Vương Tử Khâm một cái, quay đầu nhìn về phía Quách Đôn. Tứ ca cảm thấy nhạc khúc như thế nào? Quách Đôn thấy người nhà không có việc gì, liền vẫy vẫy tay, định phân phó tỷ nữ phía sau đổ cho mình một chén rượu khác. Nhưng tỷ nữ kia si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn không có động tác. Quách Đôn tức giận, một phen đánh vào đầu tỷ nữ một cái, liền cướp bình rượu tự tay rót một chén. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh A Lệ công chúa đang say rượu, nên có chút buồn ngủ, mới trả lời Lý Vị Ương. Đúng là đồ bỏ, còn không bằng tiếng đàn mỹ diệu của muội. Lý Vị Ương nghe thế thì sửng sốt, lập tức cười rộ lên. Nàng thế nào đã quên mất, mọi người Quách gia đối với Cẩm Kỳ thư họa đều đã đọc lướt qua. Ngay cả nàng cũng đối âm luật rất có hiểu biết, duy chỉ có một người đối mấy thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Quách Đôn bất thông tiếng đàn, không hiểu nhạc lý, tự nhiên sẽ không bị tiếng nhạc sở mê. Lý Vị Ương cùng Quách Đạo liếc nhau, không khỏi cười rộ. Quách Đạo đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn mọi người đắm chìm bên trong nhạc khúc, lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương. Vương Tử Khâm quả nhiên có chút tài nghệ. Gia Nhi, muội còn nhớ ta đã từng cho muội xem một bức họa Phật giáo tên là 16 Thiên Ma Vũ không? Lý Vị Ương gật gật đầu. Việt Tây thờ phụng Phật giáo, từng có người làm một bức họa tên là 16 Thiên Ma Vũ, dành như ý nghĩa. Bức họa miêu tả một điệu vũ. Điệu vũ này mang sắc thái Phật giáo thần bí, thuộc phái ca múa, vũ đạo. Có 16 nữ tử trẻ tuổi sắm vai thiên ma, 8 người một hàng, trên đầu sơ rất nhiều bím tóc, đội ngà voi Phật quan, thần phi chuỗi ngọc, váy đỏ thẫm xuyên tiêu kim. Người thì hai tay tạo thành chữ thập ở đỉnh đầu, người cầm pháp khí kim cương, nâng chân trái xoay eo người, đầu đội châu báu, thân thể gấp khúc thành xà trạng. Này thiên ma vũ kỳ thật thập phần hương diễm, nghe nói năm đó đã từng khiến cho vô số nhà thơ mặc khách ca thán, thậm chí ảnh hưởng đến vũ phong Việt Tây đời sau. Bức miêu tả thiên ma vũ còn có đề thơ 16 thiên ma nữ cầm tú vây, ngàn hoa dệt bức chướng, trăm bảo thiếp tiên y, hồi tuyết phân nan định, hành vân không chịu quy, vũ tâm khiêu chuyển cấp, nhất nhất dục không phi. Lý Vị Ương sở dĩ đối với một bức họa khắc sâu ấn tượng không chỉ do đề thơ của nó, càng là vì nàng nhớ rõ Quách Đạo đã từng nhắc tới thiên ma vũ, có thể gợi lên trong lòng người dục vọng cùng quá khứ trí nhớ, mê hoặc nhân tâm trí. Cho nên, từ 60 năm trước đã bị hoàng thất cấm tiệt. Quách Đạo, thần tình càng lãnh mạc, Vương Tử Khâm, một khúc đàn không động lòng người.
cùng Thiên Ma Vũ năm đó hiệu quả là như nhau. Lý Vị Ương gật gật đầu, nàng biết Vương Tử Khâm là muốn dùng khúc đàn để thử tâm ý của bản thân. Càng như thế, nàng càng muốn kêu đối phương giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Vì thế nàng chính là cười khẽ hướng Quách Đạo. Xem ra, ta đã khiến cho đối phương chú ý. Ngũ ca cảm nhận được sợ hãi không? Quách Đạo chào phúng. Bất quá phô trương thành thế mà thôi, không cần để ở trong lòng. Quách gia nhân liếc mắt nhìn, thấy Bụi Bật đối diện mồ hôi đầy đầu, thần sắc hốt hoảng, không biết bị nhạc khúc sở mê hay không mà không hề nhúc nhích. Lý Vị Ương chớp mắt một cái, quay đầu hướng Quách Đôn nhẹ giọng nói mấy câu, con ngươi nàng u tĩnh, thanh âm thập phần khinh nhu. Quách Đôn nhất thời mặt lộ hỉ sắc. Mọi người đang say mê, đột nhiên nghe Quách Đôn hung tợn hét lớn, này không hiểu là cái yến hội gì, có việc rót rượu mà làm cũng không xong, xì xì ngốc ngốc, gọi thế nào cũng không nghe. Mọi người bị hắn làm cho bừng tỉnh, hướng Quách Đôn nhìn lại. Hắn giơ bầu rượu trống không, phân phó tỷ nữ phía sau lập tức mang đến bình khác. Nhưng tỷ nữ kia lại si ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Quách Đôn tức khí cho nên hét lớn lên một màn này. Đại gia nhào nhào cười rộ lên. Quách gia tứ công tử này quả thật là mãng phu. Việc nhỏ nhặt như vậy thế nhưng lại hô to gọi nhỏ. Chỉ có Tĩnh Vương Nguyên Anh không cười. Hắn là người thứ ba bừng tỉnh. Trừ bỏ Lý Vị Ương, Quách Đạo, Nguyên Anh, người thứ tư chính là Bùi Bật. Bụi Bật bừng tỉnh bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu, vội vàng dùng một ngụm rượu áp chế. Mùi rượu trộn lẫn với mùi tanh của máu thật khó tiếp nhận. Hắn miễn cưỡng vuốt ngực, ra tiếng tán thưởng. Vương tiểu thư đàn một khúc này, xuất thần nhập hóa thật sự khiến Bùi Mỗ thán phục. Vương Tử Khâm cũng rất nhanh dùng khăn che đi bờ môi tơ máu, kiệt lực ngăn chặn tay chân run lên. Trên thực tế, khúc nhạc này là nàng dựa vào 16 thiên ma vũ năm đó tấu mà thành, dùng khi quân trận để mê hoặc địch nhân. Lần này biểu diễn chẳng qua là muốn thử tâm ý Lý Vị Ương. Nếu Lý Vị Ương có thể phát hiện, đối thủ này hoàn toàn đáng giá để nàng đấu một trận. Nếu Lý Vị Ương phát hiện không ra, cùng những người khác mê man giống nhau thì căn bản không đáng lưu tâm. Chính là khung thiên ma vũ này có chứa yêu tính, nếu không chú ý diễn tấu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng thế nhưng không ngờ đối phương hiểu biết thâm sâu nên chưa từng phòng bị, càng không ngờ đối phương đã vậy còn quá âm độc, lựa chọn khúc trọng yếu nhất đánh gãy, nhiễu loạn tâm tình của nàng, hại nàng tự tổn thương phế phủ chính mình. Vương Tử Khâm lập tức nhìn Lý Vị Ương, chạm đến đôi mắt đối phương mang chút trào phúng, mọi cảm xúc đều cứng tại cổ họng, nửa câu cũng nói không được. Lúc này tiếng vỗ tay cùng tán thưởng dậy trời, mọi người đối Vương Tử Khâm kinh diễm hâm mộ không ngừng, nhào nhào nói, Vương tiểu thư đàn một khúc này có thể nói là Việt Tây đệ nhất. Vương tiểu thư thật sự là tài cao mỹ mạo. Quách Đạo không khỏi lắc đầu, buồn cười người đời bị tính kế còn muốn cảm tạ nhiệt liệt, quả là ngu dốt. Lý Vị Ương thần sắc bình thản giống như không thấy ánh mắt Vương Tử Khâm, nhưng lúc này mọi người đột nhiên nhìn thấy một vị công tử đi tới. Hắn hơi hơi mỉm cười, mang y phục trang hoa đỏ sậm, thần tình tự nhiên, dáng vẻ hào phóng. Ánh sáng mặt trời ôn nhu chiếu đến khiến quanh người hắn nhuộm một tầng kim sắc chói mắt. Trên người hắn có một loại quang mang độc đáo, cơ trí ôn hòa, ẩn ẩn Phật tính. Hắn tự tiếu phi tiếu nói, nhiều năm không thấy, nay nghe được tiếng đàn không của muội muội thật là bổ ích. Nghe hắn gọi Vương Tử Khâm là muội muội, Lý Vị Ương nhất định nghĩ tới một người. Nàng sớm biết Vương Quỳnh có bốn nhi tử, Vương Tôn cùng đại bá phụ hắn, Vương Cung cùng nhau trấn thủ bên ngoài. Vương Nghiễm mặn mày tuấn lãng, tính tình ôn hòa, bình sinh không thích quyền thế, chỉ say mê chơi cờ. Mà Vương Duyên đã từng tranh đoạt qua phò mã vị, là cao thủ trẻ tuổi khí thịnh. Còn lại một người kỳ lạ, hắn cùng Quách gia Ngũ công tử được xưng tên liền nhau, người các tiểu thư Việt Tây luôn chú mục, tên là Vương Quý. Lại nói tới vị đã nhậm chức thái sư kiêm đại tướng quân Vương Cung, hắn hiện nay quyền thế vô cùng trầm ổn, tuy thế thời điểm tuổi trẻ lại phóng đãng, không kiềm được danh sĩ, cùng Tề Quốc công Quách Tố là bằng hữu. Hai người thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Năm đó Vương Cung tính cách khoáng đạt, đến làm khách Quách gia quần áo ăn mặc rất tùy tiện, luôn lôi kéo Tề Quốc công Quách Tố cùng hắn uống rượu. Quách Tố chịu không nổi trốn vào phòng Quách phu nhân. Chính là ba ngày, Vương Cung cũng không hề rời đi. Vò rượu nhà họ Quách có bao nhiêu liền bị hắn uống sạch. Quách Tố thế nhưng chưa bao giờ trách cứ hắn, ngược lại còn coi như tri kỷ. Hai người này thập phần kỳ lạ, về chính trị thì luôn tranh đấu nhau, nhưng quan hệ cá nhân lại xem nhau như thông gia trì hảo. Khi Vương Cung đã lớn tuổi, tính tình càng lúc trầm ổn, quá khứ hoang đường ngày xưa hắn không nhắc lại bao giờ.
ham muốn duy nhất chính là bồi dưỡng đệ tử của mình. Hắn đối với nhi tử của mình không quá coi trọng, ngược lại rất thích tiểu nhi tử của đệ đệ Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh. Là Vương Quý, nghe mọi người kháo nhau, Vương Quý cá tính trẻ tuổi thật giống Vương Cung, dân tùy hứng khoáng đạt. Nói về mức độ sủng ái của Vương Cung đối với Vương Quý, quả thật không cách nào cân đo đong đếm nổi. Khi cùng các quan viên dự án, xử trí công vụ, hắn luôn mang Vương Quý cạnh người. Trước thời điểm Vương Cung chưa làm thái sư, có lần thẩm tra xử lý một án kiện thuộc hạ hắn bởi vì tham rượu, lỡ chính sự, nhưng lại không bị xử phạt nghiêm trọng. Phương thức Vương Cung xử lý cũng rất cổ quái. Nếu là vì rượu hỏng việc, thì phạt người nọ phải uống rượu không ngừng, phải để hắn say như chết, cũng không phải đình quán hắn. Mục đích chính là khiến hắn cả đời cũng không dám uống rượu nữa. Biện pháp thập phần cổ quái. Vương Quý lúc ấy mới có 4 tuổi, ngồi ngay trên đầu gối Vương Cung. Hắn nhìn thấy tình huống này liền nói, đại bá phụ, người này đáng thương cỡ nào? Ngài không thể bởi vì hắn phạm sai một lần, cứ như vậy xử phạt hắn. Ngay cả muốn phạt, cũng nên dùng đến pháp luật và kỷ luật. Các phương thức phạt quan viên để xử phạt hắn, làm sao có thể dùng biện pháp hoang đường không kiềm chế được như vậy? Vương Cung mới đầu rất tức giận, nhưng sau nghĩ đến Vương Quý bất quá 4 tuổi lại thông tuệ như thế, còn biết khuyên can mình, cho nên hắn cho Vương Quý mặt mũi, buông tha tên thuộc hạ kia. Chuyện này sau truyền ra ngoài, mọi người đều biết thiếu niên này tên là Vương Quý thập phần trí tuệ. Rồi sau, lúc hắn trưởng thành càng chứng thực, mọi người thấy điều đó là thật. 3 tuổi có thể làm văn, 7 tuổi có thể đánh võ, chưa đến 15 tuổi thuộc lào kinh sử tài hoa hơn người. Có lẽ chính vì như thế, Vương Cung lo lắng hắn quá mức thông tuệ, lão thiên gia sẽ cướp hắn đi mất. Vì thế đưa hắn đến chùa miếu gửi nuôi, cho tới hôm nay lại để hắn quay về. Bởi thế mới nói phương thức vương gia giáo dục con cháu thật đúng là kỳ quái. Nữ nhi đưa đến đại tông sư học tập, nhi tử đưa đến chùa miếu gửi nuôi. Tác phong bọn họ làm việc càng cổ quái, người bên ngoài càng cảm thấy vương gia quản giáo nhi tử thập phần nghiêm khắc, xưa nay thu liễm, biết chừng mực, rất đáng tôn kính. Lý Vị Ương cảm thấy vương gia nhân mũi nhọn này đã quá lộ liễu, vi phạm đến tác phong làm việc xưa nay luôn kín đáo khắt khe của họ, trong này nhất định là có duyên cớ. Lúc này Vương Quý đã ngồi xuống, đầy mặt mỉm cười nhìn Lý Vị Ương. Trên thực tế, Vương Quý đã từng nghe nói qua Húc Vương điện hạ trước mặt mọi người cự hôn muội muội mình. Hắn cũng biết muội muội tuy rằng tài cao nhưng là người tâm cao khí ngạo, tất nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Hôm nay nàng thỉnh Lý Vị Ương tới, tất nhiên là có một chút ý tứ, quan trọng hơn là muốn thử nàng. Nếu Lý Vị Ương không có chỗ nào xuất chúng, Vương Tử Khâm sẽ cảm thấy Húc Vương thật không tinh mắt. Nếu Lý Vị Ương thật sự thập phần xuất sắc, Vương Tử Khâm nhất định sẽ tìm cách phân cao thấp, nhất định phải khiến Húc Vương hối hận mới bằng lòng dừng tay. Phàm là người, mặc kệ là dạng người gì, đều có hư vinh, tâm hòa cùng hiếu thắng. Tử Khâm tuy rằng tài mạo song toàn, thiên phú dị bẩm, chung quy cũng là nữ tử độc nhất, tâm ý nữ nhân luôn là khó đoán. Vương Quý sợ nàng làm ra chuyện tình gì không ổn, cho nên mới vội vàng tới. Lúc đến gần liền nghe thấy thiên ma vũ khúc chi âm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết Tử Khâm tuy rằng đối với việc Húc Vương cự hôn có chút bất mãn, cũng không đến mức dùng thiên ma âm để đối phó Bách Gia. Ma âm hôm nay là lúc trước hắn với Tử Khâm cùng nhau nghiên cứu quân trận chi nhạc để mê hoặc địch nhân, không phải để dùng tại trên yến hội này. Muội muội hắn hẳn là biết nặng nhẹ, sẽ không tùy hứng làm vậy. Này không giống như tính cách của nàng. Nhưng nhìn Lý Vị Ương, Vương Quý cuối cùng cũng minh bạch Vương Tử Khâm vì cái gì lại muốn dùng ma âm để thử đối thủ. Vị Quách gia tiểu thư này tuy rằng không theo kịp Tử Khâm về mỹ mạo, nhưng ở nàng lại toát ra một vẻ đẹp khác. Ánh mắt nhìn nàng cùng Tử Khâm giống nhau, tinh thuần trong trẻo, nói đúng hơn chính là âm trầm. Khuôn mặt so với Tử Khâm ngạo khí hơn 3 phần, ánh mắt sáng quắc sâu thẳm, thời điểm ngồi yên tĩnh một chỗ cũng có thể cướp đi hồn phách người đối diện. Nếu nói Vương Tử Khâm là thái dương chói mắt, như vậy Lý Vị Ương là ánh trăng sáng tỏ, chính là nhật nguyệt cùng dạng, không phải chuyện tốt. Vương Quý nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu sao một tầng u ám bao phủ. Vương Duyên cố ý lãnh đạm nói, kỳ thật yến hội hôm nay là ta muốn để một số người chấm dứt mối hận cũ. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, nhào nhào hướng hắn, chỉ nghe thấy Vương Duyên cười lại một tiếng. Nay trong triều có một khối u ác tính, chẳng hay đại gia có biết. Tĩnh Vương Nguyên Anh nghe đến đó, mày nhăn một điều thản nhiên nói, không biết Vương Công Tử nói là có ý gì. Vương Quý cùng Vương Nghiễm liếc nhau, sắc mặt hơi trầm xuống, Vương Duyên không biết lùi tiến.
Giờ này, muốn trị quốc, triều đình cần phải thanh tĩnh, an ổn. Nhưng là nay thế gia đấu đá, ngươi tranh ta đoạt. Nhất là Bùi thị cùng Quách thị tranh đấu quyết liệt, hoàn toàn nhiễu loạn triều cương, bại hoại không khí, quả là quốc gia bất hạnh. Không biết Tĩnh Vương Điện Hạ nghĩ như thế nào? Lời này có thể nói là muốn Tĩnh Vương đau đớn đi. Quách gia là mẫu tộc của hắn, Bùi thị lại duy trì thái tử. Yến hội hôm nay, đối phương công nhiên đưa ra điểm này, nghiễm nhiên là cho Tĩnh Vương một cái tát. Nhưng Nguyên Anh đến tổng cùng vẫn là mỉm cười. Vương công tử, quốc gia đại sự, triều đình chi tranh, chuyện này không phải để ngươi và ta nghị luận. Nếu vào tai bệ hạ chỉ sợ sẽ không tốt lắm đâu. Vương Duyên cũng là người tâm cao khí ngạo. Hắn hôm nay đưa ra lời thử, chính là có dụng ý khác. Hắn không chút chuẩn bị giải thích. Việc này mọi người đều biết. Nếu điện hạ không tin có thể đi quán trà bình dân ngồi, bất quá một canh giờ thôi. Điện hạ sẽ được nghe vô số tú tài cử tử đàm luận việc này. Bọn họ lời nói đều là vì nước vì dân, lo lắng trùng trùng. Hôm nay nếu Quách Bùi hai nhà đều có mặt ở đây, không ngại bắt tay làm hòa cũng tốt. Miễn cho việc này càng ngày càng nghiêm trọng, hại nước hại dân. Không biết các người ý như thế nào? Nói xong hắn nhìn về phía Lý Vị Ương. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết, mấy người trẻ tuổi Quách gia cái gì cũng theo Quách tiểu thư, sai đâu đánh đó, không cần kể đến Quách Đôn. Ngay cả Quách Trừng cùng Quách Đạo, người thông tuệ như vậy cái gì cũng đều nghe Lý Vị Ương. Nghe Vương Duyên một kích vạch ra điểm này, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người Lý Vị Ương, thúc ép nàng phải trả lời. Giờ phút này nếu lùi bước sẽ chỉ làm mình bị chê cười, nếu thừa nhận lời nói của đối phương là tự bạt tai mình. Lý Vị Ương gặp biến không sợ hãi, mặt khác bắt đầu câu chuyện. Dân chúng tầm thường chỉ quan tâm đến hoa màu cây cỏ, nhà cửa ruộng vườn ăn no mặc ấm, phu thê hòa thuận, con cái họ hiếu hay nghịch, còn thân vì quốc gia, các quan viên lo lắng mình có năng lực hay không đảm nhiệm trọng trách của mình, hành vi trong sạch hay vụ lợi, có được thăng chức lập nghiệp lớn hay không. Thân là vương công quý tộc, luôn phiền lòng chế độ quốc gia có hay không hỗn loạn, chính mình có hay không được thánh tâm, gia tộc có thể bình thản an ổn, sinh sản hưng thịnh hay không. Làm thiên tử quan tâm là quốc thái dân an, dân chúng có hay không chịu khổ, pháp luật có hay không kiện toàn, quốc khố có hay không đầy đủ, xã hội có hay không rất tốt. Nhưng là các hạ không là thiên tử, không phải quan viên, thậm chí cũng không phải dân chúng tầm thường, lại thao thao bất tuyệt cái gì quan tâm lo lắng, hình như quá khó khăn cho ngươi rồi. Phản ngôn nữa, Lý Vị Ương, những lời này nói ra chính là ngươi là chó, không cần học mèo đi bắt chuột, xen vào việc của người khác. Vương Duyên biến sắc, Vương Tử Khâm cúi đầu cười rộ lên. Vương Duyên không khỏi tức giận, phụ thân hắn giờ này yêu thương nhất trưởng tử Vương Tôn, mẫu thân nhìn chúng là Vương Nghiễm, luôn luôn bình thản, đại bá phụ Vương Cung thủ đẩy tiểu đệ Vương Quý, cho rằng hắn chính là người phù hợp nhất kế thừa ngôi vị vương gia, liền ngay cả muội muội Vương Tử Khâm địa vị cũng trên hắn ngàn lần. Vương Duyên ở trong nhà thuộc loại cha không đau nương không thương, ai cũng chưa từng coi trọng hắn, nguyên nhân như thế mới dưỡng thành hắn cậy tài khinh người, tính tình muốn phân tranh cao thấp mọi việc, một hồi tranh đoạt phò mã vương gia không được phép hắn tham gia, hắn phải lặng lẽ báo danh mới khiến phụ thân không thể không cho hắn đi. Lần này hắn xem Quách gia nhân không vừa mắt, cố ý muốn thăm dò bọn họ, cũng muốn cấp Quách gia nhân cảnh cáo. Hắn không thích nhất chính là Quách Đạo, cái người rõ ràng chỉ biết phong lưu phóng đãng, tài danh lại nổi trội hơn mình, một phế nhân tại sao địa vị còn muốn vượt qua hắn đây? Đệ tử khác ở vương gia hắn so ra kém, chẳng lẽ so với Quách Đạo cũng kém sao? Sau đó Húc Vương trước mặt mọi người cự hôn Vương Tử Khâm cùng những người trong vương gia, không biết là như thế nào, nhưng Vương Duyên hắn cảm thấy đã bị vũ nhục, cho nên hôm nay hắn mới nói ra những lời này. Hắn ngăn chặn lửa giận, lạnh lùng thốt lên. Quốc gia hưng vong, thần tử đương nhiên phải có trách nhiệm. Quách tiểu thư nói lời này là quá vô lý đi. Lý Vị Ương cười nhẹ, thần sắc ung dung. Thánh nhân hữu văn, loài người có 8 loại tật xấu, không biết công tử có từng tận không? Vương Duyên sửng sốt, chính là không hiểu gì. Quách Đạo cười to, cất cao giọng nói. Chuyện không liên quan đến nhà mình, lại quan tâm như đúng rồi. Đây là tổng. Khách nhân không ai muốn nghe, ngươi còn nói không dứt. Đây là nịnh, lung tung phỏng đoán lòng người, mà phỏng đoán bừa bãi, đây là xuẩn. Nói chuyện không dùng đầu óc, không có nguyên tắc, đây là ngu. Thịnh mới móc thị phi nhà người khác, đây là xàm. Châm ngòi thị phi, cố ý khiến người ta khó xử, đây là tặc. Đối với thứ mình thích, dù không được tốt lắm, cũng nói nó tốt. Thứ mình không thích, cho dù tốt cũng cố ý vu tội, đây là khúc. Tự cho mình là đúng, tự tán thành quan điểm bản thân, đây là căng. Tổng, nịnh, xuẩn, ngu, xàm, tặc, khúc, căng. Vương công tử, ngươi
Tám loại tật xấu này đều chiếm không chừa cái nào. Muội muội ta không nói là vì cho ngươi lưu lại một chút mặt mũi. Ngươi cố tình đắc chí không biết, khi thế vẫn ra vẻ bức người, hình như hoàn toàn không thấy mất mặt. Lời nói kịch liệt của Quách Đạo đem hắn quay đến điên cuồng. Vương Duyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi đến cực điểm. Hắn lập tức ném án kỷ trước mặt, phanh một tiếng, đột nhiên đứng lên. Quách Đạo, người nói cái gì? Quách Đạo thần sắc ung dung, ba một tiếng mở cây quạt trong tay, tiêu sái chỉ cực thản nhẹ. Ta cứ nghĩ Vương công tử là người thông minh, nói rõ ràng đến thế người vẫn không hiểu, người gì lại ngu ngốc như vậy? Thử ví dụ đi, có một người chán ghét bóng và dấu chân của chính mình, bắt nó rời khỏi mình, kết quả càng chạy dấu chân càng nhiều, đi được bao nhiêu cũng vứt không được bóng. Kẻ ngu dốt này nghĩ do chính mình đi quá chậm cho nên chạy như điên không nghỉ, cuối cùng mệt quá mà chết. Ngươi nói người này giờ ở nơi nào đây? Vương Duyên không biết Quách Đạo vì cái gì đột nhiên nói ra mấy lời này, sắc mặt không khỏi càng khó coi. Người đến cùng là đang nói cái gì? Vương Tử Khâm cùng Vương Quý sắc mặt hơi đổi. Bọn họ là người thông minh bực nào, lúc này sớm đã nghe hiểu. Vương Nghiễm liền vội vàng kéo Vương Duyên thấp giọng nói, tam đệ không thể vô lễ. Vương Duyên không nghe Vương Nghiễm, âm thanh lạnh lùng, người nói cho rõ ràng. Quách Đạo cười nhẹ, giơ chén rượu lên tiếp tục nói, kỳ thật kẻ ngu dốt này chỉ cần đi đến dưới bóng cây, bóng dáng cùng dấu chân tự nhiên sẽ biến mất. Hết thảy nguyên nhân chỉ tại vì hắn quá mức ngu xuẩn không ai bằng. Vương công tử thuở nhỏ học phú ngũ xe, văn võ song toàn, minh bạch nhân nghĩa đạo lý, minh bạch động cùng tĩnh. Nếu ngươi cố tình không hiểu thì hãy tự xét lại, không rõ đạo lý lại đi vấn việc nhà của người khác, chẳng phải là cùng với kẻ ngu dốt đi truy bóng giống nhau từ đầu đến cuối hay sao? Vương Duyên cắn hàm răng lộp cộp, giờ phút này đã nghe minh bạch vừa rồi Lý Vị Ương nói hắn là cái gì bắt chó đi cày. Này Quách Đạo, càng nói hắn chính là không biết tỉnh ngộ, đi quản gia sự người khác, là thiên hạ đệ nhất đại ngu xuẩn. Một đôi huynh muội này kẻ sướng người họa, dùng mấy câu đã đem hắn hung hăng ném xuống đất, mắng chửi người mà cũng không mang một chữ thô tục. Hắn nghe như thế làm sao có thể không thẹn quá thành giận, vừa muốn phẫn nộ lại nghe Vương Tử Khâm ánh mắt lãnh băng nói, nhị ca, tam ca đây là uống quá chén rồi, mau đưa hắn xuống đi. Vương Duyên đang định tránh thoát khỏi Vương Nghiễm, nhưng ngón tay Vương Quý tại ngực hắn thản nhiên phất một cái, Vương Duyên nhất thời khớp xương cương trực không thể động. Quách Đào thấy một màn như vậy, trong lòng biết Vương Quý là người có thủ đoạn, khiến Vương Duyên một câu cũng nói không nên lời. Quả nhiên, ngay sau đó Vương Duyên tựa như tượng đá bị người ta ngạnh sinh sinh đưa đi xuống. Vương Quý quay đầu ung dung mỉm cười nói, Quách tiểu thư, xin thứ cho gia huynh vô lễ. Lý Vị Ương mỉm cười, không cần để ở trong lòng, chúng ta là khách nhân, đương nhiên khách phải tùy chủ. Hay cho một câu, khách phải tùy chủ. Huynh muội các ngươi vừa rồi khí thế bức nhân, câu chữ như đao kiếm, khiến Vương Duyên xấu hổ vô cùng, từ nay về sau rất khó mở miệng trước mặt người khác. Này là khách tùy chủ sao? Vương Quý trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Bất quá hết thảy cũng là Vương Duyên tự rước lấy nhục. Nay hắn đã có thể khẳng định, vì Quách tiểu thư này không như mặt ngoài, lúc nào cũng bình thản. Nàng tâm tư giả dối, thủ đoạn lợi hại, người bình thường không thể sánh bằng. Nghĩ đến Quách thị cùng Bùi thị tranh đấu, nay Quách gia rõ ràng chiếm thượng phong, Vương Quý không khỏi dùng mình. Có cảm chịu khuất nhục, chậm rãi từng bước chống lại kẻ địch mới là người khôn ngoan. Nay Vương Duyên nôn nóng bất an, nguyên nhân trọng yếu là do hắn nội tâm không đủ cường đại. Đang trầm tĩnh lại tự dưng bị làm cho kích động, liền không kiềm chế được bản thân mà hành động thiếu suy nghĩ. Vương Quý biết rõ Vương Duyên vừa rồi nếu không cẩn thận sẽ bị Lý Vị Ương nói đến một phen thất thố, vì mọi người cười nhạo, cho nên mới vội bảo hắn lui ra. Quách gia nhân quả nhiên không phải dễ chọc, khiến cho Vương Duyên xấu hổ, bị bắt giở yến hội. Lúc này ánh mắt mọi người từ Quách gia chuyển tới trên người Bùi Bật. Hắn đứng dậy hướng mọi người, ta thân thể không được khỏe, cáo từ đi trước. Nói xong, hắn cũng không đợi Vương Tử Khâm trả lời, thật thà thất thểu đi ra ngoài. Vương gia nhân nhìn tình huống này đều cảm thấy kỳ quái. Vương Nghiễm nhanh chóng phân phó, còn không mau nâng Bùi công tử trở về. Mọi người vừa nghĩ rằng Bùi Bật là vừa bị Vương Duyên ngôn từ mạo muội làm cho không vui. Lý Vị Ương rốt cuộc đợi giờ phút này, tươi cười đứng dậy cáo từ. Vương tiểu thư, A Lệ công chúa vừa rồi ẩm mấy chén thân thể không khỏe, chúng ta cũng phải đưa nàng trở về, ngày khác lại đến cửa bái phỏng. Vương Tử Khâm vội vàng đứng dậy cười nói, Quách tiểu thư xin cứ tự nhiên. Lý Vị Ương mỉm cười, xoay người đỡ A Lệ công chúa rời đi. Vương Quý nhìn bóng dáng Lý Vị Ương, quay đầu hướng mọi người, thỉnh các vị thoải mái chè chén, không say không về.
Hắn nói xong những lời này, thấy muội muội mình vẫn đang nhìn bóng dáng Lý Vị Ương đã đi xa, thần sắc thập phần phức tạp. Hắn sâu kín thở dài, đi tới bên cạnh nàng thấp giọng nói: "Chúng ta trở về yến hội thôi." Vương Tử Khâm lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trầm tĩnh của huynh trưởng, gật đầu nói: "Được." Lý Vị Ương vừa bước xuống bậc thang đã thấy Bùi Bật ngồi yên vị trên ngựa. Một tên tùy tùng hướng Bùi Bật bẩm báo mấy câu. Bùi Bật đột nhiên sắc mặt kinh hãi, thanh sắc cầu lệ: "Người nói là sự thật?" Bùi Bật luôn luôn thập phần yên tĩnh, tự nhiên sắc mặt biến đổi như thế, tất nhiên là có chuyện trọng yếu đã xảy ra. Mà chuyện này Lý Vị Ương biết rõ, chẳng những biết, còn là chính nàng một tay chủ hoạch nên. Trên thực thế, việc dụ dỗ Bùi Bảo Nhi thu mua người Diễm Huyết Minh ban đầu cũng là do Lý Vị Ương nàng chuẩn bị. Bùi Bảo Nhi ra giá, Lý Vị Ương hét giá lên gấp 3, cho nên Bùi Bảo Nhi lén đi tìm Huyết Diễm Minh đối chất, đương nhiên là không lấy được lợi ích gì. Chẳng những vậy, nàng còn bị đem trói lại bán vào thanh lâu. Người Bùi Bật nói vậy tức là đã tìm được Bùi Bảo Nhi, chỉ tiếc này nàng ta đã là tàn hoa bại liễu, vô lực hồi thiên. Lý Vị Ương trên yến hội án binh bất động, nhưng tâm tư của nàng căn bản không ở trên người vương gia. Nên nhìn Bùi Bật lộ ra thần tình như thế, nàng không khỏi cảm thấy trong lòng vui sướng dị thường. Xem ra trận đánh này vô cùng tốt. Quách Đạo ở bên cạnh thản nhiên thở dài. Bùi công tử lần này xem như thất sách. Hắn nhắm mục tiêu vào Quách gia chúng ta, lại vạn vạn không ngờ người bên cạnh giờ không còn một ai. Vừa dứt lời, Lý Vị Ương thấy Bùi Bật ói ra một búng máu, cả người thẳng tắp rơi từ trên ngựa xuống đất, bất tỉnh nhân sự.